Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 40. Đúng lúc này, Diệp Quân lại nói, cô Vân Mạn, tôi là vệ sĩ của cô Tô Tử. Vệ sĩ? Trong mắt cố Vân Mạn hiện lên vẻ kinh ngạc, cô ta nhìn Tô Tử, Tô Tử do dự rồi gật đầu xong cô ấy lại lườm Diệp Quân, tôi còn chưa giải thích, anh giải thích cái gì? Thiệt tình. Cố Vân Mạn nhìn Tô Tử rồi lại nhìn Diệp Quân, chỉ cười không nói. Cô gái tóc đỏ bên cạnh nhìn Diệp Quân với vẻ mặt khinh khỉnh, nhỏ giọng nói, thì ra là chó gác cổng. Cô ta nói nhỏ đến nỗi Tô Tử và Cố Vân Mạn đều không nghe thấy, nhưng Diệp Quân lại nghe thấy. Diệp Quân nhìn cô ta, hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Cố Vân Mạn cong môi cười quyến rũ, sao thế, đọc đến nghiện luôn à? Tô Tử cười, chỉ có quen tác giả đó không? Cố Vân Mạn lắc đầu, không quen. Tô Tử nhíu mày, không quen. Cố Vân Mạn gật đầu, chỉ tình cờ mua trên cầu vượt ở Yến Kinh. Cầu vượt Yến Kinh. Tô Tử nhíu mày, nhìn Diệp Quân bên cạnh, Diệp Quân khẽ cười, vậy chúng ta đến Yến Kinh xem đi. Tô Tử gật đầu, được. Cố Vân Mạn nhìn Diệp Quân rồi lại nhìn Tô Tử, cười hỏi, thật sự là bạn trai em à? Tô Tử hơi đỏ mặt, vội vàng nói, chị Vân Mạn, nào, uống rượu đi. Nói rồi cô ấy cầm ly rượu trong tay lên chạm nhẹ vào ly của Cố Vân Mạn, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cố Vân Mạn nhìn Diệp Quân với ánh mắt đầy tò mò, cô ta biết vì gia đình của Tô Tử nên Tô Tử luôn không tỏ vẻ gì với đàn ông, nhưng với người đàn ông trước mặt này lại rất khác. Đỏ mặt. Nếu một người phụ nữ thường xuyên đỏ mặt trước mặt một người đàn ông, điều đó chứng minh có điều không đúng. Diệp Quân không nghĩ nhiều mà tập trung ăn cơm, hắn phát hiện đồ ăn ở hệ ngân hà ngon hơn vũ trụ quan huyên rất nhiều. Đương nhiên, sau khi trở về vũ trụ quan huyên, hắn có thể sẽ không ăn nữa. Ăn cơm ở đây là điều bắt buộc, nếu không ăn thì sẽ chết. Trên bàn ăn, Tô Tử và Cố Vân Mạn càng nói chuyện vàng vui vẻ, rượu cũng càng uống càng nhiều, mặt Tô Tử cũng đỏ hơn. Diệp Quân vẫn tiếp tục ăn. Lúc này, cô gái tóc đỏ đối diện Diệp Quân chợt nói, này. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn cô gái tóc đỏ, cô ta nhìn hắn chằm chằm, cau mày hỏi bằng giọng mà chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được, có phải anh chưa ăn cơm bao giờ không hả? Diệp Quân nhìn cô gái tóc đỏ, bình tĩnh đáp, đang đói. Cô gái tóc đỏ nhìn thẳng vào Diệp Quân, anh là vệ sĩ. Diệp Quân gật đầu. Cô gái tóc đỏ lại nói, vậy anh có biết vệ sĩ thì không được ăn cơm cùng bàn không? Vệ sĩ là cấp dưới, từ khi nào cấp dưới có thể ăn cùng bàn với chủ thế hả? Diệp Quân nhìn cô ta, hơi tò mò, cô gái, tôi và cô chưa gặp nhau bao giờ, vì sao cô lại có thái độ thù hằn với tôi đến thế? Cô gái tóc đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quân, nhe răng cười, tôi không ưa anh, lý do này đã được chưa? Diệp Quân nhàn nhạt nói, rất nhiều người không ưa tôi, cô chẳng là cái thá gì cả. Hắn là người như vậy đấy, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, nếu ngươi không tôn trọng ta thì vì sao ta phải tôn trọng ngươi? Hắn biết điều này sẽ làm mâu thuẫn gia tăng, nhưng điều này không quan trọng với hắn, ta đâu phải cha cô, vì sao phải chiều cô? Quả nhiên, nghe thấy Diệp Quân nói thế, cô gái tóc đỏ hơi híp mắt, có dám ra ngoài không? Diệp Quân gật đầu, đi. Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài. Cô gái tóc đỏ cũng đi theo. Thấy hai người đi ra ngoài, Cố Vân Mạn cau mày, Tô Tử quay đầu nhìn cô ta, cô gái kia là ai thế? Cố Vân Mạn trầm giọng đáp, cháu gái chị, lần này con bé nhất quyết muốn đi chơi với chị, tính tình con bé không tốt, lại thích đánh nhau. Hôm nay chị không cho con bé ra ngoài chơi, tâm trạng vẫn luôn rất tệ. Tô Tử biến sắc, mau. Nói xong cô ấy chạy ra ngoài. Cố Vân Mạn sững sờ. Sau khi Diệp Quân ra khỏi phòng riêng, cô gái tóc đỏ trước mặt đột nhiên quay người, đá nghiêng một cú thẳng vào sải chân của hắn. Đá kiểu xoạc chân. Diệp Quân cau mày, khi cô ta sắp đá tới chân hắn thì tay trái của hắn chợt nắm lấy chân cô ta sững sờ, không ngờ chiêu này của mình lại bị hắn đỡ được. Mà lúc này, Diệp Quân đột nhiên bay lên đạp vào bụng cô gái tóc đỏ. Dầm! Cô gái tóc đỏ bị đá bay vài mét, khi cô ta dừng lại, Diệp Quân đã xuất hiện trước mặt cô ta, giẫm lên tay phải của cô ta. Rắc rắc! Năm ngón tay đều đã gãy. A! Cô gái tóc đỏ hét lên một tiếng, trừng mắt nhìn Diệp Quân, tôi phải giết anh,
tôi phải giết anh. Diệp Quân híp mắt, mà lúc này Cố Vân Mạn và Tô Tử đã chạy ra, thấy cảnh này, hai cô gái đều biến sắc. Đúng lúc này, ba vệ sĩ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, vệ sĩ đứng đầu rút súng ra chỉ vào Diệp Quân, buông cô chủ nhà tôi ra. Cô gái tóc đỏ giận dữ lườm vệ sĩ, mau nổ súng, bắn chết anh ta đi. Diệp Quân xòe tay, một chiếc đũa bay ra. Phút phút phút. Ngay lập tức, chiếc đũa xuyên qua đầu ba vệ sĩ chuẩn bị nổ súng. Ba vệ sĩ đều ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Cố Vân Mạn trong nháy mắt co rút lại thành mũi kim. Cô gái tóc đỏ nằm trên đất cũng trợn mắt há mồm. Giết rồi. Vệ sĩ của mình bị giết rồi. Lúc này cuối cùng cô gái tóc đỏ cũng thấy hơi sợ. Diệp Quân nhìn cô gái tóc đỏ trên đất, trong mắt hiện lên sát khí. Lúc này Cố Vân Mạn vội nói, anh Diệp, xin ra tay nương tình. Diệp Quân nhìn Cố Vân Mạn, cô mơ đẹp lắm. Nói xong hắn cầm chiếc đũa đâm vào giữa hai hàng lông mày của cô gái tóc đỏ. Nhìn chiếc đũa tới gần, con người cô gái tóc đỏ co rụt lại, sắc mặt cô ta tái nhợt. Mình sắp chết rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng của cô gái tóc đỏ vào lúc này. Gặp phải người tàn nhẫn rồi. Đúng lúc này, giọng Tô Tử vang lên, Diệp Quân. Chiếc đũa dừng lại cách đầu mày của cô gái tóc đỏ nửa tấc. Diệp Quân quay đầu nhìn Tô Tử do dự một chút, sau đó nói, có thể đừng giết cô ấy không? Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong hắn cất đũa, quay người đi đến bên cạnh Tô Tử. Tô Tử thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Diệp Quân, cảm động nói cảm ơn. Cô ấy biết bình thường người đàn ông này sẽ không nể mặt người khác. Cô gái tóc đỏ trên đất không ngừng run rẩy, khoảnh khắc vừa rồi cô ta đã suýt chết. Lúc này cô ta sợ hãi đến cực điểm. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải người tàn ác thế này. Một lời bất đồng là giết. Lúc này, người trong câu lạc bộ vô biên cũng hoảng hốt, quản lý Mạc dẫn theo một nhóm vệ sĩ vội vàng chạy tới. Tô Tử nhìn quản lý Mạc, chị xử lý nhé. Nói xong cô ấy lấy một tấm thẻ ra đưa cho quản lý Mạc, làm cho tôi một tấm thẻ hội viên kim cương. Nghe vậy, hai mắt quản lý Mạc sáng lên, được được. Nói xong cô ta cầm lấy thẻ, cho người kéo mấy thi thể đi nơi khác. Cố Vân Mạn đến bên cạnh cô gái tóc đỏ, đỡ cô ta dậy, cô gái tóc đỏ nhìn Diệp Quân phía xa với vẻ mặt kinh hãi. Cố Vân Mạn nhìn Diệp Quân, hơi tức giận nói, cậu Diệp, có cần thiết phải giết người không? Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, cô Vân Mạn, cô cảm thấy tôi ra tay tàn nhẫn, nhưng vì sao tôi lại ra tay tàn nhẫn, cô đã nghĩ tới lý do chưa? Bạn cô năm lần bảy lượt nhắm đến tôi vốn không muốn so đo với cô ta, nhưng cô ta lại càng quá đáng hơn, sau khi ra ngoài cô ta còn định dồn tôi vào chỗ chết, nói thật thì loại người như cô ta ở chỗ tôi sẽ hại chết cả gia tộc đấy. Loại người không có não này mà ở vũ trụ quan huyên, nếu động đến người không nên động thì cả gia tộc sẽ diệt vong. Diệp Quân lại nói, nhìn cô thế này chắc cô cũng biết tính của cô ta, nhưng cô lại không kiểm soát và kỷ luật cô ta, cô cũng là người có lỗi, nói thật thì vừa nãy tôi còn muốn đánh cả cô luôn đấy. Cố Vân Mạn nhìn chằm chằm Diệp Quân, lồng ngực phập phồng. Diệp Quân nói tiếp, đánh cô ta một trận, nếu có thể khiến cô ta nhớ lâu, sau này làm lại từ cuộc đời cũng không phải chuyện xấu. Cố Vân Mạn nhìn Diệp Quân, anh Diệp, con bé hơi kiêu ngạo ngông nghênh một chút, nhưng cũng không đến nỗi phải chết mà đúng không? Diệp Quân nhìn Cố Vân Mạn, trong tay có thêm một chiếc đũa, cô còn cãi thêm một câu nữa thì tôi sẽ giết cô. Vẻ mặt Cố Vân Mạn cứng đờ, tuy trong lòng tức giận nhưng lại không dám nói gì. Cố Vân Mạn hít một hơi thật sâu, sau đó bế cô gái tóc đỏ quay người đi về phía xa. Mà vào lúc này, Tô Tử bỗng lên tiếng, khoan đã. Cố Vân Mạn quay lại nhìn Tô Tử chậm chậm đi đến trước mặt Cố Vân Mạn, cô nhìn thẳng vào cô ta, bình tĩnh nói, chị Cố, nhà họ Tô chúng tôi không làm vụ làm ăn này với chị nữa. Cố Vân Mạn nhìn Tô Tử, cô chắc chứ, cô phải biết là nhà họ Tô vì để có được miếng đất đó ở Yến Kinh mà hy sinh bao nhiêu, cô. Tô Tử lắc đầu, chị Cố, chuyện Tiểu Quân làm là chuyện nhà họ Tô của tôi làm, nếu nhà họ Cố muốn trả thù thì có thể nhắm đến nhà họ Tô. Nói xong cô ấy kéo Diệp Quân xoay người đi về phía xa. Cố Vân Mạn nhìn Tô Tử và Diệp Quân rời đi, im lặng không nói gì.
Ra khỏi câu lạc bộ vô biên, Diệp Quân khẽ nói, thêm phiền phức cho cô rồi. Tô Tử cười, tôi cũng không vừa mắt cô bé đó, dựa vào đâu mà cô ta không ưa anh chứ? Cô ta nghĩ mình là ai? Diệp Quân lưỡng lự rồi bảo, việc làm ăn của các cô. Tô Tử khẽ cười, không sao, cùng lắm thì kiếm ít tiền lại thôi mà. Diệp Quân im lặng. Tô Tử kéo Diệp Quân trở lại, đi, chúng ta đi ăn thôi. Nói xong cô ấy đưa Diệp Quân đến một nhà hàng, gọi vài món ăn, lại gọi thêm ít bia. Vừa nãy chỉ mải nói chuyện nên cô ấy cũng không ăn, bây giờ đã rất đói. Diệp Quân mỉm cười, cũng bắt đầu ăn. Tô Tử đột nhiên hỏi, anh biết uống không? Diệp Quân gật đầu, biết. Tô Tử mở một chai bia cho Diệp Quân rồi đưa cho hắn rồi cũng tự mở một chai cho mình. Cô ấy cầm bia chạm nhẹ vào chai của Diệp Quân, cạn ly. Nói xong cô ấy uống vài ngụm. Hai người vừa uống vừa ăn, một lúc sau, mặt Tô Tử giã đỏ bừng. Thấy Tô Tử vẫn muốn uống, Diệp Quân vội nói, đừng uống nữa. Tô Tử lắc đầu, nào, cạn ly. Nói xong cô ấy uống cạn rượu trong chai. Diệp Quân nhìn Tô Tử, nếu họ không ký hợp đồng với cô. Tô Tử đột nhiên nổi giận, Diệp Quân. Diệp Quân giật mình. Tô Tử nhìn chằm chằm Diệp Quân, anh nghĩ là tôi vì chuyện hợp đồng mà giận anh à? Diệp Quân gật đầu. Tô Tử lườm hắn, sao tôi có thể vì chuyện hợp đồng mà giận anh được, tôi giận vì tại sao cô bé kia lại không tôn trọng anh, dựa vào đâu chứ? Nói rồi cô ấy khẽ lắc đầu, cười tự giễu, suy cho cùng là nhà họ Tô tôi không là gì trong mắt nhà họ Cố bọn họ cả, nếu là gia tộc lớn như nhà họ Tần hay nhà họ Dương thì cô ta có dám khinh thường anh không? Diệp Quân im lặng. Tô Tử đột nhiên lấy ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Quân, hắn sửng sốt, đây là gì? Tô Tử nhìn Diệp Quân, mặc dù nhà họ Cố không phải bốn gia tộc lớn, nhưng vẫn có uy ở Yến Kinh, hôm nay anh giết người của bọn họ, còn đánh cô chủ của nhà bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho anh, số tiền này đủ cho anh tiêu cả đời. Nhìn tấm thẻ Tô Tử đưa tới, lòng Diệp Quân ấm áp, hắn nhìn cô ấy, tôi mà đi chắc chắn bọn họ sẽ giận cá chém thất sang nhà họ Tô các cô. Tô Tử bình tĩnh nói, yên tâm, tôi có cách đối phó. Diệp Quân hỏi, cách gì? Tô Tử im lặng một lúc rồi nói, anh đừng quan tâm nhiều, bây giờ anh mau chóng rời khỏi thành phố Bạch Vân đi, sau khi sóng gió qua đi, tôi sẽ tìm anh, đừng làm mất điện thoại, trong đó có số liên lạc của tôi, nếu tôi không liên lạc với anh thì anh đừng liên lạc với tôi, biết chưa? Anh! Diệp Quân gật đầu, được, chúng ta ăn trước đã. Tô Tử nhìn Diệp Quân nói, uống. Nói rồi cô ấy cầm chai bia lên chạm vào chai bia của Diệp Quân, uống liền vài ngụm. Tô Tử còn muốn uống, nhưng lại bị Diệp Quân ngăn lại, đừng uống nữa. Tô Tử vẫn lắc đầu, uống cạn bia trong chai. Diệp Quân cau mày. Tô Tử vẫn muốn uống, lúc này Diệp Quân nói, còn uống nữa là tôi giận đấy. Tô Tử nhìn Diệp Quân, mặt đỏ như quả táo, không uống thì không uống. Diệp Quân khẽ gật đầu, chúng ta về đi. Vốn anh còn muốn hỏi thăm tin tức của vô biên chủ, nhưng bây giờ Tô Tử thế này, chỉ có thể tạm thời gác lên. Diệp Quân đưa Tô Tử ra khỏi nhà hàng, hai người lên xe, Tô Tử rất tự nhiên dựa vào vai Diệp Quân. Xe chuyển động. Mà khi sắp đến khu dân cư Tử Quận, Tô Tử chợt lên tiếng, dừng lại. Tài xế nhanh chóng dừng xe lại. Tô Tử nhìn Diệp Quân, chúng ta đi bộ đi. Diệp Quân gật đầu, được. Hai người xuống xe, bước đi bộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Tử đột nhiên ôm lấy cánh tay Diệp Quân giống như đôi tình nhân, nhưng bước chân cô ấy rất bồng bềnh, không vững. Cảm nhận được sự mềm mại trên cánh tay, Diệp Quân do dự, muốn rút ra nhưng Tô Tử lại ôm chặt hơn. Tô Tử đột nhiên nói, tôi hỏi anh một câu, anh phải trả lời thành thật nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Tô Tử hỏi, nếu để tôi và Uyển Du làm bạn gái anh sẽ chọn ai? Diệp Quân sửng sốt, sau đó đáp, bạn gái thôi mà, không thể chọn cả hai à. Tô Tử lườm Diệp Quân, anh mơ đẹp lắm. Diệp Quân trầm giọng hỏi, có phải bạn gái còn có ý khác không? Tô Tử gật đầu, đúng. Diệp Quân tò mò, có ý gì nữa? Tô Tử suy nghĩ một chút, sau đó đáp, bạn gái thân thiết hơn bạn bè. Diệp Quân hỏi, là vợ ấy hả? Tô Tử lắc đầu, không phải, chưa phải là vợ, nhưng hơn bạn bè.
Diệp Quân khó hiểu, đây là quan hệ gì chứ? Tô Tử bình tĩnh nói, là không kết hôn nhưng có thể ngủ cùng nhau đấy. Vẻ mặt Diệp Quân cứng giờ. Hệ Ngân Hà thật biết chơi. Tô Tử nhìn Diệp Quân, để anh chọn thì anh sẽ chọn ai? Hôm nay uống rượu nên cô ấy mới dám hỏi như thế, nếu là bình thường thì có đánh chết cô ấy cũng sẽ không hỏi như vậy. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi đáp, tôi kết hôn rồi. Tô Tử sững sờ tại chỗ, mở to hai mắt nhìn Diệp Quân. Diệp Quân thành thật nói, hơn nữa tôi còn có mấy cô lận. Tô Tử chớp mắt, mấy cô lận. Diệp Quân gật đầu. Ha ha. Tô Tử đột nhiên bật cười rồi lườm Diệp Quân, anh tưởng mình là hoàng đế đấy à mà tam thê tứ thiếp, bảo sao Uyển Du lại nói có đôi khi anh ăn nói không đứng đắn. Diệp Quân không nói nên lời. Lúc này, Diệp Quân phát hiện Tô Tử bước đi đã hơi lảo đảo. Diệp Quân vội nói, chúng ta về thôi. Tô Tử khẽ gật đầu, ừ. Diệp Quân đưa Tô Tử về căn hộ, vừa vào nhà, cô ấy đã chạy vào phòng tắm và nôn ra. Diệp Quân vội vàng đi theo, vừa vào phòng tắm anh đã ngẩn người. Tô Tử nôn ra khắp người. Diệp Quân bế cô ấy lên, lấy khăn tắm lau cho cô ấy. Lúc này Tô Tử đột nhiên ôm hắn, ngày mai anh phải đi rồi sao? Diệp Quân đáp, cô nghỉ ngơi trước đi đã. Nói xong hắn bế Tô Tử lên giường cô ấy, bắt đầu cởi quần áo của cô ấy. Tô Tử vốn đã uống say, phát hiện ra có người cởi quần áo mình, theo bản năng cô ấy muốn từ chối, nhưng khi thấy là Diệp Quân, lại nghĩ ngày mai hắn sẽ rời đi, mà lần đi này không biết còn có thể gặp lại hay không, vì thế Tô Tử từ bỏ kháng cự. Bàn tay túm lấy quần áo từ từ buông lỏng, cô ấy run rẩy nói, anh, nhẹ một chút, tôi sợ, đau. Lúc này Diệp Quân lại kéo chăn lên đắp cho cô ấy, cô nghỉ ngơi đi. Nói rồi hắn quay người bước ra ngoài. Tô Tử sửng sốt, vội hỏi, anh, không phải có ý đó à? Diệp Quân quay đầu nhìn Tô Tử, ý gì cơ? Mặt Tô Tử lập tức đỏ bừng, sau đó kéo chăn lên che mặt, mau đi đi. Diệp Quân khẽ mỉm cười. Ra khỏi phòng Tô Tử, mà khi ra khỏi phòng Tô Tử thì gặp Mộc Uyển Du. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân, anh, không ngủ cùng cô ấy à? Diệp Quân gõ đầu Mộc Uyển Du, suy nghĩ không trong sáng. Mộc Uyển Du chớp mắt, vẫn rất tò mò, tại sao lại không? Diệp Quân lắc đầu, khi chưa sẵn sàng chăm sóc một cô gái cả đời thì đừng cởi quần áo của cô ấy. Đối với hắn, ngủ là chuyện cả đời. Nhưng bây giờ hắn và Tô Tử vẫn chưa được coi là yêu, nếu tùy tiện gặp ai cũng ngủ thì chẳng phải là ngựa được sao. Hơn nữa tối nay Tô Tử uống say, có lẽ bản thân cô ấy cũng không biết mình đang làm gì. Hắn không muốn lợi dụng người khác. Mộc Uyển Du đứng tại chỗ, im lặng. Trong phòng, Tô Tử hơi cúi đầu, cũng không nói gì. Diệp Quân nói, cô ấy say rồi, cô ngủ cùng cô ấy nhé. Nói xong hắn bước sang một bên. Cầm túi của Tô Tử lên, lấy ba bản hợp đồng bên trong ra rồi bước ra ngoài. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân rời đi, sau đó đi vào phòng, khi nhìn thấy Mộc Uyển Du đi vào, Tô Tử vốn đã đỏ mặt lại càng đỏ mặt hơn, cô ấy vùi đầu vào trong chăn, xấu hổ vô cùng. Hiểu lầm. Vậy mà cô lại hiểu lầm. Quá xấu hổ. Thế mà người đàn ông này lại không làm, tức chết mất. À không đúng, xấu hổ chết mất. Sau khi ra khỏi căn hộ, Diệp Quân xuống dưới lầu, anh ngồi vào chiếc xe riêng của Tô Tử rồi bảo, hỏi xem cô cố đang ở đâu. Tài xế đáp ngay, xin cậu Diệp chờ một chút. Nói rồi anh ta gọi điện, một lúc sau anh ta quay lại nhìn Diệp Quân, cậu Diệp, họ đang ở bệnh viện tỉnh. Bệnh viện tỉnh, bệnh viện tốt nhất ở thành phố Bạch Vân. Diệp Quân gật đầu, đến bệnh viện tỉnh. Tài xế không hỏi nhiều, lập tức khởi động xe. Trước khi đến anh ta đã nhận được lệnh phải tôn trọng Diệp Quân, lại thêm thời gian này quan sát thấy quan hệ thân thiết giữa Diệp Quân và Tô Tử, đương nhiên anh ta sẽ không ngu ngốc mà không nghe lời. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã biến mất trong màn đêm. Không lâu sau, tài xế đưa Diệp Quân đến bệnh viện tỉnh. Diệp Quân nhìn tài xế, người anh em, anh cha xem giúp tôi hai cô gái đó đang ở đâu. Tài xế chần chừ một chút rồi nói, cậu Diệp chờ tôi một lát. Sau đó anh ta lấy điện thoại ra gọi, một lúc sau anh ta đặt điện thoại xuống nói, mời cậu Diệp đi theo tôi. Nói xong anh ta và Diệp Quân cùng xuống xe, sau khi vào bệnh viện, tài xế đưa Diệp Quân đến một phòng bệnh sang trọng.
mà trước phòng bệnh có hơn 10 vệ sĩ đang đứng. Tài xế vội vàng chạy tới, thì thầm vài câu với vệ sĩ trưởng, vệ sĩ đó nhìn Diệp Quân rồi quay người đi vào. Một lúc sau, vệ sĩ đi ra, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, mời. Diệp Quân khẽ gật đầu, đi về phía phòng bệnh, nhưng khi hắn vừa định vào cửa, vệ sĩ đột nhiên ngăn cản, không được mang theo hung khí. Tay phải Diệp Quân khẽ rung, mấy chiếc đũa rơi ra từ ống tay áo của hắn. Vệ sĩ nhìn Diệp Quân, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Diệp Quân bước vào, trong phòng chỉ có Cố Vân Mạn và cô gái tóc đỏ, cô gái tóc đỏ nằm trên giường và đã ngủ. Nhìn thấy Diệp Quân, Cố Vân Mạn vô cảm hỏi, anh Diệp đến để giết người diệt khẩu à? Diệp Quân đi tới, nhìn mấy vệ sĩ phía sau rồi bảo, cô Cố, bảo họ ra ngoài đi. Nếu tôi muốn ra tay thì họ cũng chẳng bảo vệ được cô đâu. Hắn vừa nói như thế, nét mặt mấy vệ sĩ đều lạnh đi. Nhưng lúc này Cố Vân Mạn lại nói, các anh ra ngoài đi. Các vệ sĩ lưỡng lự giây lát rồi mới ra ngoài. Cố Vân Mạn nhìn hợp đồng trong tay Diệp Quân, anh Diệp đến đây để ép tôi ký hợp đồng đấy à? Diệp Quân nhìn Cố Vân Mạn, cô Cố, cô lại đây một lát. Cố Vân Mạn hơi nhíu mày nhưng vẫn đi tới, Diệp Quân chỉ vào cái cây cách đó hơn 10 trượng ngoài cửa sổ, cô có nhìn thấy cái cây kia không? Cố Vân Mạn không hiểu, mà lúc này Diệp Quân đột nhiên nhổ một sợi tóc của mình, xòe tay ra, sử dụng ý niệm. Vụt! Trong nháy mắt, cây cổ thụ cách đó chục trượng bị chia làm hai, chậm rãi đổ xuống. Cây cổ thụ! Nhìn thấy cảnh này, con người Cố Vân Mạn co rụt lại, anh. Diệp Quân nhìn Cố Vân Mạn, cô Cố, cô là người khôn ngoan, tôi tin cô sẽ không bảo nhà họ Cố đến trả thù tôi, đúng không? Cố Vân Mạn nhìn Diệp Quân, trong lòng kinh hãi, anh là cổ võ giả hay là tu tiên giả? Diệp Quân hỏi, cái nào lợi hại hơn? Cố Vân Mạn trầm giọng nói, đương nhiên là tu tiên giả rồi. Diệp Quân gật đầu, vậy thì là tu tiên giả. Cố Vân Mạn nhìn chằm chằm Diệp Quân, lòng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Hoa Hạ bây giờ linh khí rất ít, đừng nói là tu tiên giả, dù là cổ võ giả cũng chẳng có mấy ai. Chỉ có ra ngoài, đến Ngân Hà Tông mới có thể tu luyện. Mà có thể đến Ngân Hà Tông đều không phải người bình thường, hoặc là bối cảnh gia đình lớn mạnh hoặc là yêu nghiệt cực kỳ có thiên phú. Chẳng lẽ người này đến từ Ngân Hà Tông? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Cố Vân Mạn trở nên nặng nề. Diệp Quân nhìn Cố Vân Mạn không nói gì, bây giờ hắn đang tích trữ linh khí, chỉ có thể phóng ra ba luồng kiếm quang, vừa nãy phóng một luồng hắn còn thấy hơi sót. Cố Vân Mạn nhìn hợp đồng trong tay Diệp Quân, lúc này hắn lại bảo, cô Cố, thế này được không? Cô ký vào bản hợp đồng này, tôi nợ cô một ân huệ, đương nhiên cô không ký cũng không sao. Cố Vân Mạn hỏi, không ký cũng không sao. Diệp Quân gật đầu, mua bán tự do, tôi sẽ không ép buộc người khác. Cố Vân Mạn nói thẳng, tôi không ký. Diệp Quân gật đầu, không chút do dự xoay người rời đi. Cố Vân Mạn sửng sốt, nhưng ngay khi Diệp Quân chuẩn bị ra khỏi phòng, cô ta đột nhiên nói, anh Diệp chờ đã. Diệp Quân quay đầu nhìn Cố Vân Mạn đi tới trước mặt Diệp Quân, cầm lấy ba bản hợp đồng, nhanh chóng ký tên rồi đưa cho hắn, anh Diệp nhớ đấy, anh nợ tôi một ân huệ. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong hắn cầm hợp đồng chuẩn bị rời đi. Cố Vân Mạn đột nhiên nói, anh Diệp, mạo muội hỏi anh một câu, anh là người của Ngân Hà Tông sao? Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, Ngân Hà Tông là của tôi. Nói xong, hắn xoay người biến mất cách đó không xa. Tại chỗ, Cố Vân Mạn sửng sốt một lúc rồi lắc đầu, người trẻ tuổi đều thích khoác lác. Sau khi Diệp Quân về lại căn hộ thì thấy Mộc Uyển Du đang nằm trên ghế sofa của mình, ngủ thiếp đi. Diệp Quân chậm rãi đi đến bên cạnh Mộc Uyển Du, nhẹ nhàng bế cô ấy lên sau đó đưa về phòng, vừa đặt xuống giường, cô ấy đã chợt mở mắt, nhìn hắn chằm chằm. Diệp Quân chớp mắt, chưa ngủ à? Mộc Uyển Du lắc đầu. Diệp Quân cười rồi hỏi, đang chờ tôi hả? Mộc Uyển Du gật đầu. Diệp Quân ngồi ở bên giường, cô muốn hỏi gì? Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân, anh không phải người bình thường đúng không? Diệp Quân gật đầu. Mộc Uyển Du hỏi, anh thật sự là vua của một vũ trụ nào đó ư? Diệp Quân lại gật đầu. Mộc Uyển Du lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngoài hệ Ngân Hà ra còn có vũ trụ khác nữa à?
Diệp Quân gật đầu, có, hơn nữa còn rất nhiều. Mộc Uyển Du lại hỏi, có thần không? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi bảo, có rất nhiều người tự xưng là thần. Mộc Uyển Du hỏi tiếp, anh thì sao? Anh lợi hại nhường nào? Diệp Quân cười đáp, một kiếm của tôi có thể chém đứt hệ ngân hà. Mộc Uyển Du sửng sốt, sau đó lườm Diệp Quân, khoác lác. Người quen cũ. Diệp Quân bật cười. Mộc Uyển Du đột nhiên nhìn nhẫn không gian trên tay, chiếc nhẫn này, thật sự là vật quý giá nhất của anh ư. Diệp Quân gật đầu, ở hệ ngân hà thì nó đúng là vật quý giá nhất của tôi. Mộc Uyển Du nhìn chằm chằm Diệp Quân, vì sao anh lại tặng tôi? Diệp Quân cười, thích thì tặng thôi, làm gì có nhiều lý do như vậy. Mộc Uyển Du đỏ mặt, chẳng phải anh thích Tô Tử sao? Nhìn Mộc Uyển Du đỏ mặt, Diệp Quân cười, không nhịn được trêu chọc, nhưng tôi cũng thích cả cô nữa. Mộc Uyển Du giật mình, cúi đầu khẽ nói, sao anh có thể thích hai người cùng một lúc như thế? Diệp Quân gật đầu, được chứ? Mộc Uyển Du cười ngọt ngào, do dự một chút rồi hỏi, ngày mai có buổi tiệc tốt nghiệp, anh đi cùng tôi được không? Diệp Quân cười đáp, được. Nói xong hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quân đi, Mộc Uyển Du lấy ra một cuốn sách dày ở bên cạnh, tên sách là Cách điều trị hậu di chứng não. Nhìn một hồi, Mộc Uyển Du khẽ nói, phán đoán bộ lúc bình thường thì không sao, thi thoảng sẽ mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng, anh yên tâm, tôi sẽ từ từ chữa khỏi cho anh. Nói rồi cô ấy cất sách đi, chui vào trong chăn, nhìn nhẫn không gian trên tay, trên mặt hiện lên nụ cười quyến rũ. Trên ghế sofa, Diệp Quân khép hờ hai mắt, vận chuyển vũ trụ quan huyên pháp, tiếp tục hấp thu linh khí. Tuy rằng thực lực hiện tại của hắn không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng thực lực của hắn cũng không phải người bình thường có thể chống lại, đương nhiên hắn cũng không dám quá sơ ý, lỡ như lật thuyền trong mương thì sẽ rất khó xử. Ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu vòng phòng, Diệp Quân nằm trên sofa từ từ mở mắt, hắn quay đầu lại thì thấy Mộc Uyển Du đã đang bận rộn trong bếp. Lúc này, cửa phòng Tô Tử mở ra, cô ấy bước ra ngoài, khi nhìn thấy Diệp Quân, mặt cô ấy thoáng chốc đỏ bừng, nghĩ đến tối qua mình mất mặt, cô ấy chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống. Thật sự quá xấu hổ. Lúc này, Tô Tử đột nhiên nhìn thấy hợp đồng trên bàn trà, cô ấy bước nhanh tới, cầm hợp đồng lên nhìn, sau đó sửng sốt quay lại nhìn Diệp Quân, anh. Diệp Quân đi tới trước mặt Tô Tử, cười nói, tối qua cô cố gọi điện tới nói muốn ký hợp đồng với cô, vậy nên tôi đã đi thay cô. Nhưng Tô Tử lại lắc đầu, anh đừng lừa tôi không phải trẻ con 3 tuổi, là anh tối qua đi tìm chị ta đúng không? Nói rồi cô ấy nhìn Diệp Quân, có phải anh đồng ý điều kiện gì với chị ta không? Diệp Quân khẽ mỉm cười, đang định lên tiếng thì Tô Tử nói, có phải anh lấy thân báo đáp không? Diệp Quân sửng sốt. Bên cạnh, Mộc Uyển Du lập tức đặt bát trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, hai mắt cũng trợn tròn. Tô Tử bình tĩnh nói, cũng bình thường thôi, chỉ cố quyến rũ, xinh đẹp như thế cơ mà. Mộc Uyển Du ở bên cạnh bỗng cười nói, mùi gì nồng thế nhỉ? Hình như là mùi giấm. Này! Tô Tử chạy tới trước mặt Mộc Uyển Du, ôm cô ấy rồi sờ soạng một hồi. Hai cô gái quấn quýt bên nhau, mình sờ cậu, cậu sờ mình. Diệp Quân mỉm cười, đi đến bên cửa sổ, hắn nhìn phía xa cuối trời, đã đến lúc phải tới Yến Kinh một chuyến rồi. Không biết bây giờ Nhị Nha và Tiểu Bạch thế nào? Không biết Từ Nhu, Từ Thụ và Từ Kính ra sao? Cả cha và cô nữa. Diệp Quân hơi tò mò, cha và cô có biết hắn tới hệ Ngân Hà không nhỉ? Đúng lúc này, Tô Tử đi tới, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ. Nhìn Tô Tử cười bảo, xa cách thế. Nghe vậy, lòng Tô Tử vô cùng vui vẻ, cô ấy cười ngọt ngào, trong mắt đầy vẻ dịu dàng. Một lúc sau, ba người ngồi vào bàn ăn. Mộc Uyển Du nhìn Tô Tử, hôm nay mình phải tham gia buổi tiệc tốt nghiệp muốn Diệp Quân đi cùng mình, cậu không ghen chứ? Mặt Tô Tử thoáng chốc đỏ lên, cô ấy lườm Mộc Uyển Du, ghen cái đầu cậu ấy, cậu có ngủ cùng anh ta cũng không liên quan đến mình. Mộc Uyển Du cười khanh khách, tối qua là ai nói, anh nhẹ một chút, ấy nhỉ? Nhẹ cái gì cơ, sao mình không hiểu gì hết ý? À, cậu chán sống rồi. Tô Tử lại lao tới chỗ Mộc Uyển Du, hai cô gái ôm nhau sờ loạn một hồi.
Diệp Quân cười lắc đầu, tiếp tục ăn. Nhà họ Lý. Lý Minh Bác ngồi trong đại sảnh, trước mặt ông ta có một ông già. Ông già thấp giọng bảo, ông chủ, theo thông tin vừa nhận được nhà họ Tô đã ký hợp đồng với nhà họ Cố. Vẻ mặt Lý Minh Bác âm trầm, ông ta không lên tiếng. Ông lão còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào. Người đàn ông trung niên mặc áo dài màu đen, dáng người cao to, sau lưng đeo một con dao to, trong mắt lộ rõ sát khí. Lý Minh Bác lập tức đứng dậy, cung kính nói, các hạ là tông sư Mục Võ. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, phải giết kẻ nào? Lý Minh Bác nheo mắt, là một thanh niên tên Diệp Quân. Người đàn ông trung niên nhìn Lý Minh Bác, muốn tôi giết người ít nhất phải trả 100 triệu tiền hoa hạ. Lý Minh Bác gật đầu, tôi hiểu quy tắc, chỉ là thân phận của thanh niên đó có lẽ không đơn giản, các hạ. Khóe miệng người đàn ông trung niên hiện lên vẻ khinh thường, có không đơn giản hơn nữa thì có thể không đơn giản bằng vị lai tông của tôi được không? Vị lai tông. Lý Minh Bác trầm giọng, tổ sư vị lai tông là tôn giả ứng thanh phó các chủ của tiên bảo các trong truyền thuyết đúng không? Trong mắt Mục Võ thoáng qua vẻ ngạc nhiên, ông từng nghe nói tới tên của tổ sư vị lai tông ta à? Lý Minh Bác gật đầu, khi ở Yến Kinh tôi đã nghe có người nói đến. Mục Võ cười bảo, không lâu trước đó tổ tiên đã nghỉ hưu, về hệ Ngân Hà rồi. Nghe thế, Lý Minh Bác bật cười. Vị lai tông. Ứng thanh. Ngon rồi. 100 triệu phải bỏ ra lần này rất đáng giá. Trong căn hộ, sau khi dùng cơm xong, Tô Tử còn phải ký hợp đồng nên cần phải về tập đoàn Tô Thị để xử lý công việc. Hôm nay Diệp Quân cần đi cùng Mộc Uyển Du nên không đi cùng Tô Tử đến công ty, Tô Tử cũng không phàn nàn gì về việc này. Khi Mộc Uyển Du đi rửa bát, Tô Tử kéo Diệp Quân ra một góc. Thì thào hỏi, anh có biết vì sao Uyển Du lại muốn dẫn anh tới tham dự tiệc chúc mừng tốt nghiệp không? Diệp Quân lắc đầu. Tô Tử cười bảo, để làm lá chắn. Diệp Quân ngạc nhiên nhắc lại, lá chắn. Tô Tử gật đầu, ở trường, Uyển Du có rất nhiều người theo đuổi, dịp lễ tốt nghiệp này cũng có rất nhiều nam sinh hạ quyết tâm thổ lộ, bởi vì nếu còn không tỏ tình thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vì thế, lần này anh đi cùng cậu ấy. Nhất định sẽ bị một đám người ghen ghét đấy. Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi nói, sẽ có nhiều người đối địch với tôi à? Tô Tử cười bảo, chắc chắn rồi. Tôi đã nói với anh, nhất định sẽ có người hỏi anh làm gì, ở đâu, thậm chí có khi còn trực tiếp đối phó với A Anh, gây khó dễ cho anh trong chuyện hay có mấy trò thế mà. Diệp Quân lắc đầu cười, ngoài đời cũng không đến mức như chuyện mà. Tô Tử mỉm cười. Ngoài đời còn thực tế hơn cả chuyện chứ, bây giờ những cuộc họp lớp họp nhóm gì đó đa phần đã biến thành hiện trường làm màu, lên mặt khoe khoang con người đều rất thực dụng, lựa mặt để tỏ thái độ cả. Nếu anh thành công, người ta sẽ a dua nịnh hót anh, nếu anh không thành công, người khinh anh thì không thèm nhìn anh, người để mắt tới anh thì lấy anh làm đối tượng khoe khoang, cho nên, lần này anh tới đó, nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Diệp Quân gật đầu, được. Tô Tử đưa cho Diệp Quân một tấm thẻ, thẻ này anh giữ lấy, đừng từ chối, để phòng khi cần, mật mã là sinh nhật tôi. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sinh nhật cô là ngày nào? Tô Tử chừng hắn một cái, ngày kia. Ngày kia à? Diệp Quân gật đầu, được rồi. Tô Tử liếc nhìn Diệp Quân, mỉm cười, hạ giọng nói nhỏ, tuy hệ Ngân Hà chúng tôi có tập tục tặng quà vào sinh nhật nhưng tôi cũng không chú ý nhiều lắm đâu, anh có thể không tặng, thật đấy. Diệp Quân cứng đờ cả mặt. Thưa cô chủ, lúc này, ngoài cửa có tiếng thư ký Tiểu Tuyết gọi vọng vào, các vị thành viên hội đồng quản trị đều đang đợi cô ạ. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quân, tôi đi đây. Nói đoạn, cô ấy bước nhanh đi. Tô Tử đi rồi, Mộc Uyển Du mới đi tới, nhìn Diệp Quân, dò hỏi, Tô Tử mới nói gì với anh thế? Diệp Quân cười đáp, mới bảo ngày kia là sinh nhật cô ấy. Mộc Uyển Du cũng cười, đúng rồi. Nói đoạn, cô ấy chớp mắt, Tô Tử có nhiều người theo đuổi lắm đó. Diệp Quân lắc đầu, tôi tới hệ Ngân Hà là để kế thừa gia nghiệp. Mộc Uyển Du cười bảo, tôi biết rồi, anh muốn kế thừa hệ Ngân Hà chứ gì. Diệp Quân nói, thật thông minh. Mộc Uyển Du hì hì cười rồi nói, chờ tôi chút, tôi đi thay đồ. Diệp Quân gật đầu, được. Mộc Uyển Du về phòng thay đồ. Diệp Quân bước tới bên cửa sổ,
xòe bàn tay, một chiếc đũa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau khi hấp thu hai viên linh thạch hạ đẳng, huyền khí trong cơ thể hắn đã có thể phát động ba luồng kiếm khí. Nhưng khi hắn thử vận hành chân thụ và cây thần tự nhiên trong cơ thể thì vẫn thất bại như trước. Lực phong ấn thần bí nọ vẫn còn. Về phần thực lực hiện nay của mình, hắn cũng không tính được, bởi cho tới nay, hắn chưa gặp được bất kỳ cường giả cấp cao nào. Đương nhiên, với hắn mà nói, chuyện đó cũng không quá quan trọng. Tại nơi này, thực lực càng mạnh sẽ bị áp chế càng ác liệt, bởi vậy, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện một cường giả cao hơn hắn 10 bậc. Liệu đây có phải là phong ấn do cha và cô lập ra? Trong đầu Diệp Quân đột nhiên dâng lên một ý tưởng như vậy. Bởi nếu nhìn vào tình hình hiện tại, ở hệ Ngân Hà có thể áp chế Diệp Quân hắn cũng chỉ có cô váy trắng và cha, hoặc chân thần, thêm cả chủ nhân bút đại đạo nữa. Nhưng chủ nhân bút đại đạo thì không nhiều khả năng lắm, vì ông ta cũng đang bị chân áp. Chân thần. Không phải không có khả năng. Song, hắn luôn cảm thấy có thể là cha. Lý do. Không có lý do. Trực giác bảo thế. Khi Diệp Quân còn đang miên man suy nghĩ, cửa phòng Mộc Uyển Du chợt bật mở, Diệp Quân quay đầu lại nhìn, khi vừa thấy cô ấy, mắt hắn như sáng bừng lên. Mộc Uyển Du đã thay một bộ váy dài màu tím nhạt, rất kín đáo, chỉ để lộ đôi tay và khoảng xương quai xanh, váy dài đến gối, cẳng chân thon thả trắng nõn như bạch ngọc dưới làn váy trông đẹp không bút nào tả xiết. Khác với phong cách lạnh lùng lại gợi cảm của Tô Tử, Mộc Uyển Du thuộc về kiểu thiếu nữ thanh tú điềm đạm, đoan trang e thẹn lại mềm mại mơn mởn. Bắt gặp ánh mắt của Diệp Quân, Mộc Uyển Du thoáng đỏ mặt, khẽ hỏi, trông đẹp không? Nói xong, cô ấy vô thức nắm chặt tay, dường như khá căng thẳng. Diệp Quân mỉm cười, đáp, tôi đã đọc nghìn vạn quyển sách, nhưng lúc này, dù đã vắt óc nghĩ cũng không thể tìm được từ ngữ nào hình dung ra vẻ đẹp của cô, tôi ngẫm lại, chợt hiểu rằng không phải do tôi đọc ít sách quá mà do ngôn từ của loài người đều không thể miêu tả vẻ xinh đẹp của cô. Mộc Uyển Du hơi ngẩn ra, gò má càng ửng hồng, cô ấy liếc xéo Diệp Quân một cái, đâu có được khoa trương như anh nói chứ. Nói là nói thế nhưng trong lòng cô ấy đang khấp khởi mừng vui, mặt mày cũng tràn ngập ý cười. Diệp Quân chợt cười khổ, hôm nay tôi xong đời rồi. Mộc Uyển Du thắc mắc, vì sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, cô xinh đẹp như thế, chẳng phải sẽ khiến tôi bị đám người theo đuổi cô đối phó đến chết sao? Mộc Uyển Du dịu dàng cười, vậy anh có sợ không? Diệp Quân thoải mái nói, trừ cha với ông nội, tôi chưa từng sợ ai. À quên, cả cô tôi nữa. Mộc Uyển Du trừng mắt với hắn một cái, họ hung dữ lắm sao? Diệp Quân lắc đầu, không phải hung dữ, chủ yếu là do tôi đánh không lại họ. Mộc Uyển Du bật cười, có phải họ đều rất lợi hại không? Diệp Quân gật đầu, rất lợi hại. Mộc Uyển Du lại hỏi, đánh với anh thì ai lợi hại hơn? Diệp Quân do dự một chút, vốn định mặt dày nói 50/50 thôi, nhưng nghĩ lại, nhớ tới cha và cô váy trắng cũng đang ở ngay hệ Ngân Hà này, bèn đổi giọng, gia tộc chúng tôi luôn có truyền thống cha hiền con thảo, chưa bao giờ đánh nhau, rất là êm ấm. Mộc Uyển Du cười cười, còn định nói thêm điều gì thì Diệp Quân đã bảo, đi thôi, chúng ta tới tham dự tiệc mừng tốt nghiệp của cô đi. Mộc Uyển Du gật đầu, được. Hai người xuống lầu, thấy thư ký của Tô Tử là Tiểu Tuyết đang đứng chờ. Tiểu Tuyết cười nói, anh Diệp, cô chủ đã dặn tôi đưa hai người đi. Thật có lòng. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn. Hai người ngồi vào băng ghế sau, thư ký Tiểu Tuyết tự mình lái xe. Mộc Uyển Du nhìn ra cửa sổ, chợt thấy lưu luyến, sau khi tốt nghiệp sẽ phải rời khỏi thành phố này. Diệp Quân cười nói, có chờ mong được tới Yến Kinh không? Mộc Uyển Du quay sang phía Diệp Quân, còn anh? Diệp Quân gật đầu, rất chờ mong. Mộc Uyển Du hỏi, vì sao? Diệp Quân đáp, người tôi muốn tìm có lẽ đang ở đó. Mộc Uyển Du bèn hỏi, Vô Biên Chủ? Diệp Quân lắc đầu, là phụ nữ. Mộc Uyển Du thoáng nhíu mày, phụ nữ à? Diệp Quân gật đầu, quay nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết Từ Thụ, Từ Nhu và Tịch Huyền cùng Thiên Thiên thế nào rồi. Hắn không lo lắng nhiều về vấn đề an toàn, dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của mình. Mộc Uyển Du đột nhiên nói khẽ, những lời anh nói có đôi khi lời thật mà như nói dối lại giống như thật, có lúc tôi cũng chẳng phân biệt được.
Diệp Quân cười cười, nói thời gian ở nơi này là khoảng thời gian bình yên nhất của tôi, trước đây, khi ở bên ngoài, không phải là đánh nhau thì cũng là giết chóc, mệt chết đi được. Đến nơi này, tôi đã không còn phải thiêu đốt thân thể và linh hồn nữa. Mộc Uyển Du chợt kéo tay Diệp Quân, lòng tràn đầy áy náy. Nếu không phải tại mình đâm phải người này thì anh ta cũng không đến nỗi gặp ảo giác như thế. Mộc Uyển Du nhẹ giọng trấn an, đừng lại nghĩ đến những chuyện trước kia nữa, nếu anh thích ở đây thì cứ tiếp tục vui vẻ sống cho tốt, con người luôn phải biết nhìn về phía trước. Diệp Quân cười nói, được. Chuyện gì cần đến cũng đã đến, cứ bình tâm mà đối đầu. Chợt nghĩ đến điều gì, Diệp Quân lại nói, nơi này có chỗ bán binh khí không? Bán kiếm chẳng hạn. Mộc Uyển Du cười nói, chắc chắn phải có rồi, anh muốn chơi kiếm à? Diệp Quân gật đầu, tùy đũa cũng dùng được thôi nhưng hắn vẫn muốn có một thanh kiếm, là kiếm tu, cầm kiếm vẫn tiện nhất, quan trọng hơn cả là, cầm kiếm trông oai hơn cầm đũa. Mộc Uyển Du nói, đợi khi kết thúc bữa tiệc, tôi dẫn anh đi. Diệp Quân cười nói, được. Chốc lát sau, hai người đã tới Học viện Kiềm Nam. Nổi tiếng là học viện tốt nhất của thành phố Bạch Vân, Học viện Kiềm Nam hàng năm đều đào tạo ra rất nhiều nhân tài. Những nhân tài này rời khỏi học viện đều tạo dựng được thành tích không nhỏ ở các ngành nghề trong xã hội. Bởi vậy, Học viện Kiềm Nam có ảnh hưởng rất lớn ở thành phố Bạch Vân. Quan trọng nhất là, toàn bộ Kiềm Châu này, hàng năm chỉ có học viên của Học viện Kiềm Nam có thể thi đỗ Học viện Ngân Hà ở Yến Kinh. Học viện Ngân Hà chính là giấc mộng lớn nhất của vô số học sinh trên khắp Hoa Hạ. Xuống xe, Mộc Uyển Du dẫn theo Diệp Quân vào trường. Nếu là ngày thường, Diệp Quân sẽ không được phép đi vào, nhưng hôm nay là lễ tốt nghiệp, học viên có thể dẫn người nhà cùng vào trường. Hai người vừa đi vào khuôn viên trường học đã thu hút vô số ánh nhìn. Nam giới chủ yếu đều tập trung nhìn Mộc Uyển Du, còn nữ giới thì đều kín đáo liếc nhìn Diệp Quân. Về mặt ngoại hình, có thể nói ngoại hình của Diệp Quân rất bắt mắt. Nhận thấy ánh mắt nữ giới bốn phía dồn về, Mộc Uyển Du bất chợt kéo tay Diệp Quân lại. Diệp Quân hơi kinh ngạc nhìn cô ấy. Mộc Uyển Du ngại ngùng đỏ mặt, quy định của hệ Ngân Hà là tham gia lễ tốt nghiệp thì phải khoác tay. Diệp Quân. Đúng lúc này, xa xa chợt có một cô gái chạy đến, Uyển Du. Cô gái kia chừng 20 tuổi, cũng mặc lễ phục và rất xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa, tư thái hiên ngang hào phóng. Thấy cô gái nọ, Mộc Uyển Du cũng nhoẻn cười, Cửu Nhi. Cửu Nhi chạy tới trước mặt Mộc Uyển Du. Ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Diệp Quân, cười hỏi, vị này chính là anh đẹp trai mà cậu nói đến hả? Mộc Uyển Du liếc nhìn Diệp Quân, cười đáp, đúng vậy, đẹp trai chứ. Cửu Nhi quan sát Diệp Quân giây lát rồi nói, đẹp trai. Cực kỳ đẹp trai. Diệp Quân mỉm cười, chào, chào cô Cửu Nhi. Cửu Nhi cũng đáp lại, chào anh. Chào hỏi xong. Cô ấy lại quay sang phía Mộc Uyển Du, thấy vị này hẳn sẽ có kha khá người tự động rút lui nhỉ. Mộc Uyển Du vội liếc nhìn Diệp Quân, mặt hơi đỏ lên. Cửu Nhi cười bảo, đi thôi, đi chụp ảnh đi. Ba người tiến về phía bãi cỏ xa xa, lúc này, trên bãi cỏ đã có khá nhiều người tụ tập, có nam có nữ, tiếng cười vui huyên náo. Mộc Uyển Du liếc nhìn Diệp Quân, anh chờ chút nhé, tôi đi chụp ảnh, chụp xong chúng ta sẽ đi ăn cơm. Diệp Quân cười bảo, được. Mộc Uyển Du hơi gật đầu, bước về phía bãi cỏ, đám đông nhanh chóng vây quanh cô ấy, Mộc Uyển Du chính là hoa khôi của lớp mà. Hôm nay Mộc Uyển Du rất vui vẻ, nụ cười trên môi tươi tắn mãi, cũng nhiệt tình trò chuyện với Cửu Nhi bên cạnh, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Diệp Quân đang đứng đợi bên kia. Nhưng khi Diệp Quân nhìn sang, cô ấy lại vội vã rời mắt đi, gò má ửng hồng. Hoạt động chụp ảnh tập thể kết thúc. Mộc Uyển Du đi nhanh về phía Diệp Quân, mỉm cười, chúng ta đi ăn thôi. Diệp Quân gật đầu, nhưng vào lúc này, chợt có một anh chàng cầm hoa đi tới trước mặt Mộc Uyển Du, nhìn cô ấy bằng ánh mắt tình tứ, Uyển Du, tôi thích. Mộc Uyển Du túm ngay cảnh tay Diệp Quân, nói nhanh, Hứa Tân, tôi có bạn trai rồi. Lập tức, vô số ánh mắt từ bốn phía đều tập trung về đây. Gã đàn ông tên Hứa Tân chỉ lắc đầu, Uyển Du. Anh ta không phải là bạn trai em, anh ta chỉ là lá chắn của em thôi, đúng không? Mộc Uyển Du đột ngột quay sang, hôn nhẹ lên mặt Diệp Quân một cái, hôn xong, mặt cô ấy đã đỏ lên như gấc, thẹn thùng e ấp,
xinh đẹp đến độ khiến tất cả những cô gái xung quanh đều nhạt nhòa hẳn đi. Trời! Mọi người đều ồ lên. Diệp Quân cũng sửng sốt, hắn không ngờ Mộc Uyển Du lại đột nhiên hôn mình bị người ta cưỡng hôn. Sắc mặt Hứa Tân trở nên xấu xí vô cùng, hắn ta còn định nói điều gì thì Diệp Quân đã kéo tay Mộc Uyển Du, cười nói, chúng ta đi thôi. Mộc Uyển Du gật đầu, ừ. Diệp Quân kéo Mộc Uyển Du bước đi, nhưng ngay sau đó, một chiếc đũa lặng lẽ rơi xuống bãi cỏ. Hứa Tân nhìn theo bóng hai người đi xa dần, sắc mặt âm trầm, đáy mắt lóe sát ý. Diệp Quân đột ngột quay đầu liếc nhìn Hứa Tân, thấy Diệp Quân nhìn lại đây, Hứa Tân hơi sửng sốt, sau đó nhếch môi cười lạnh, không hề che giấu sát ý nơi đáy mắt. Diệp Quân quay đi. Bất ngờ, trước mặt Hứa Tân, một chiếc đũa bay lên, đâm xuyên chân hắn ta rồi phóng ra từ đỉnh đầu. Máu tươi phụt ra. Tất cả mọi người đều ngây ra. Nơi xa, Diệp Quân tiếp tục nắm tay Mộc Uyển Du bước đi, sắc mặt bình thản. Biết rõ đối phương muốn trả thù mà còn để đối phương chạy mất là loại chuyện ngu xuẩn mà Diệp Quân hắn không bao giờ làm. Hắn thích bóp chết nguy hiểm ngay trong trứng. Nếu không, một khi người này rời khỏi đây, nhất định sẽ tìm mọi cách để trả thù hắn hoặc là Mộc Uyển Du, đến khi đó, nếu có thời điểm mình sơ sẩy, khiến Mộc Uyển Du bị bắt cóc, hoặc bị làm gì đó. Loại chuyện lâm ly bi thảm mà thiếu não đó, Diệp Quân hắn không cho phép phát sinh. Cái chết bất ngờ và khó hiểu của Hứa Tân đã gây nên một cuộc hỗn loạn lớn. Tuy Diệp Quân và Mộc Uyển Du đã đi xa hơn chục mét nhưng vẫn có một số người nhìn về phía Diệp Quân. Nơi này, chỉ mình Diệp Quân là có động cơ giết người. Nhưng tất nhiên không ai có chứng cứ. Mộc Uyển Du nắm chặt tay Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân cười hỏi, sao không nói gì? Mộc Uyển Du nhìn hắn, là anh giết, đúng không? Diệp Quân gật đầu. Tuy đã đoán được nhưng khi nghe chính Diệp Quân thừa nhận, Mộc Uyển Du vẫn vô thức run lên. Thật sự do anh giết. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân, vì sao? Diệp Quân bình tĩnh đáp, kịp thời ngăn chặn tổn hại. Mộc Uyển Du run run hỏi, chỉ vì anh ta thích tôi, cho nên, anh giết anh ta. Diệp Quân chỉ lẳng lặng nhìn Mộc Uyển Du. Mộc Uyển Du lại nói, giọng run rẩy không ngừng, nhưng... Tôi đã từ chối anh ta mà. Anh, sao anh có thể lạm sát người vô tội? Diệp Quân suy nghĩ chốc lát rồi khẽ thở dài, buông tay Mộc Uyển Du ra, Mộc cô nương, thời gian qua cảm ơn cô đã chăm sóc tôi, chúc cô bình an khỏe mạnh. Nói xong, hắn quay lưng rời đi. Không giải thích nửa lời. Bởi vì hắn không cách nào giải thích được. Nếu Mộc Uyển Du hỏi nguyên do, tất nhiên hắn sẽ trình bày rõ ràng, nhưng Mộc Uyển Du không hỏi mà trực tiếp chỉ trích hắn. Trong tình huống như thế, bất kỳ lời giải thích nào đều rất yếu ớt và vô dụng. Nhìn theo Diệp Quân rời đi, Mộc Uyển Du sững sờ, cô ấy chợt có cảm giác, mình vừa mất đi một thứ gì đó. Diệp Quân đi thẳng ra cổng học viện, lên xe của thư ký. Hắn không trách Mộc Uyển Du, bởi hai người bọn họ không thuộc về cùng một thế giới, quan niệm và thói quen hành xử bất đồng, đây cũng là lẽ thường. Thế giới của hắn không cho phép nhân từ với kẻ địch. Khi Mộc Uyển Du chạy ra đến cổng trường, Diệp Quân đã biến mất. Mộc Uyển Du ngơ ngác nhìn về nơi xa, tự đáy lòng, một nỗi hoang mang sợ hãi từ từ lan rộng. Đúng lúc này, một cô gái cùng một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện sau lưng Mộc Uyển Du. Cô gái kia mặc bộ đồng phục bó sát người, tóc dài xõa ngang vai, mặt mũi thanh thoát lạnh nhạt, nhan sắc tuyệt đối không thua kém Mộc Uyển Du, chỉ khác về thần thái phong cách. Cô gái ấy lạnh như một tảng băng, hơn nữa, trên người còn tản ra một luồng sát ý khiến người ta sợ hãi. Người đàn ông trung niên đứng cạnh cô ấy là một người cao lớn, hình thể rắn chắc đầy cơ bắp, cho người ta cảm giác một quyền có thể đánh chết hổ, cực kỳ mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Mộc Uyển Du, lấy ra một tờ giấy chứng nhận rồi nói, cô Mộc, chúng tôi là người của Long Tổ, muốn nói chuyện với cô một lát. Mộc Uyển Du nghi hoặc nhìn họ. Lát sau, Mộc Uyển Du đã bị hai người nọ đưa vào một gian phòng trống trong trường. Cô gái kia ngồi xuống liền đẩy một chiếc điện thoại đến trước mặt Mộc Uyển Du. Mộc Uyển Du thắc mắc, đây là... Cô gái nọ không nói gì. Người đàn ông trung niên giải thích, cô Mộc, đây là điện thoại của Hứa Tân. Mộc Uyển Du nhíu mày, điện thoại của Hứa Tân. Người đàn ông trung niên gật đầu,
chúng tôi đã điều tra điện thoại của anh ta, phát hiện một tiếng trước, anh ta đã gọi cho một số điện thoại. Nói đến đó, ông ấy cầm điện thoại của Hứa Tân lên, bấm mấy cái, giây lát sau, từ điện thoại truyền ra tiếng của Hứa Tân, các anh canh chừng bên ngoài đấy, nếu hôm nay cô ả kia không nhận lời với tôi thì đêm nay ông đây hiếp nó luôn, để xem nó còn giả vờ thanh cao kiểu gì. Nghe thấy những lời Hứa Tân nói, Mộc Uyển Du tức thì ngây ra. Người đàn ông trung niên nhìn Mộc Uyển Du, cô Mộc, người đã giết Hứa Tân chính là người thanh niên đi cùng cô đúng không? Mộc Uyển Du khẽ lắc đầu, hai tay lại run lên như không kiềm chế được. Người đàn ông trung niên còn định hỏi thêm điều gì, cô gái mặt lạnh đã lấy ra một chiếc máy tính bảng, đặt trước mặt Mộc Uyển Du, trên màn hình máy tính bảng đang cho chạy một video, đó chính là cảnh quay ba người trên bãi cỏ. Bốn phía trường học này đều có camera giám sát. Cô gái lạnh lùng nhìn Mộc Uyển Du chằm chằm, lạnh lùng nói, khi Hứa Tân tỏ tình với cô, người thanh niên đi cùng cô hoàn toàn không có sát ý, nhưng trước khi đi đã bỏ lại một chiếc đũa. Khi anh ta cùng cô bước đi, anh ta có ngoái lại nhìn Hứa Tân một lần, cô xem sắc mặt Hứa Tân khi ấy đi. Mộc Uyển Du nhìn kỹ mặt Hứa Tân trên màn hình, cô gái mặt lạnh kia lại nói, Hứa Tân đang khiêu khích anh ta, đồng thời, ánh mắt có sát ý. Nói đoạn, cô ấy thu hồi máy tính bảng, đứng lên, cô Mộc, có thể thấy được cô cũng không biết rõ thân phận chân thực và thực lực của người kia, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, người này rất nguy hiểm, hơn nữa, anh ta rất am hiểu việc kịp thời ngăn chặn tổn hại. Mộc Uyển Du bỗng ngẩng đầu nhìn cô gái lạnh lùng kia, cả người run lên lẩy bẩy. Cô gái đó hỏi, sao thế? Mộc Uyển Du run giọng nói, tôi hỏi anh ấy vì sao phải giết người, anh ấy nói với tôi, cần kịp thời ngăn chặn tổn hại. Cô gái lạnh lùng chau mày, khi đó cô đã nói thế nào? Mộc Uyển Du chỉ lắc đầu, nước mắt trào dâng. Cô gái kia nhìn Mộc Uyển Du, lát sau, cô ấy lắc đầu nói, hai vị không phải người cùng một thế giới đâu. Nói xong, cô ấy cùng người đàn ông trung niên kia đứng lên ra khỏi phòng, ra đến cửa, cô ấy chợt dừng lại, quay đầu nhìn chiếc nhẫn không gian trên tay Mộc Uyển Du, chiếc nhẫn này. Mộc Uyển Du hơi cúi đầu, ngơ ngác như thể đã thất hồn lạc phách, khẽ nói, đó là món quà anh ấy tặng tôi. Cô gái kia nói với Mộc Uyển Du, đây chính là nhẫn không gian trong truyền thuyết, vô cùng quý giá, cô hãy giấu đi, chớ đeo trên tay, tránh gây mầm họa. Nói xong, cô ấy cùng người đàn ông trung niên đi mất. Trong phòng chỉ còn lại Mộc Uyển Du, cô ấy nhìn chiếc nhẫn không gian trên ngón tay, nước mắt tí tách rơi không ngừng. Cô gái nọ cùng người đàn ông trung niên ra khỏi học viện, người đàn ông trung niên quay sang hỏi cô ấy có bắt không? Cô gái tên Hiu Hiu chỉ lắc đầu, người này rất nguy hiểm, thân phận lại không rõ, tùy tiện bắt sẽ có nguy hiểm cực lớn, để tôi đi gặp anh ta thử xem. Người đàn ông trung niên trầm giọng, nguy hiểm lắm. Hiu Hiu bình thản nói, có thể nhận ra, anh ta không phải kẻ thích lạm sát, nếu Hứa Tân không lộ sát ý với anh ta thì chắc đã không mất mạng. Để tôi đi gặp anh ta một lần xem sao. Nói xong, cô ấy xoay người, hóa thành một bóng mờ biến mất ở góc đường không xa. Trên xe, thư ký liếc nhìn Diệp Quân qua kính chiếu hậu, hỏi, anh Diệp, chúng ta về khu tử quận ạ? Diệp Quân lắc đầu, không. Thư ký hỏi, vậy đi đâu? Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi đáp, đi Yến Kinh. Yến Kinh, thư ký sững sờ, chân đặt trên chân ga vô thức đạp một cái. Xe lao lên suýt tông vào đuôi xe trước, cô ta vội giảm tốc độ, nói, anh Diệp, chúng ta không thể dùng xe này tới Yến Kinh được. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Thư ký nói, vì không đủ xăng. Diệp Quân càng không hiểu, không đủ xăng. Xăng gì? Thư ký trầm mặc. Anh Diệp đây bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng thỉnh thoảng sẽ nói những lời khác thường, cô ta cũng không bất ngờ lắm, bởi vì trước đó cô ta đã biết. Anh Diệp đây từng bị tông xe chấn thương não. Sau khi nghe thư ký giải thích, Diệp Quân mới hiểu cái gì là xăng xe, thứ này giống linh khí vậy, người cần linh khí, xe cần xăng, đều là một loại năng lượng. Thư ký nói, anh Diệp, nơi này cách Yến Kinh rất xa, chỉ có thể đi máy bay, hơn nữa, anh lại chưa có giấy tờ tùy thân, bởi vậy có muốn đi cũng phải chờ thêm một thời gian đã. Diệp Quân đành gật đầu, được. Mặc dù rất không cam lòng nhưng lại không thể làm gì, bởi vì hiện giờ hắn còn chưa thể ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm? Nghĩ đến điều này, Diệp Quân chợt hỏi, cô này,
có nơi nào bán kiếm không? Thư ký liếc mắt qua kính chiếu hậu, nói anh Diệp muốn mua kiếm ạ. Diệp Quân gật đầu. Thư ký nói, xin chờ chút. Cô ta nói xong liền dừng xe, mở điện thoại tra cứu một lát, sau đó nói, tìm thấy rồi. Diệp Quân cười nói, cảm ơn cô nhiều. Thư ký cũng cười, không cần khách sáo. Không bao lâu sau, thư ký đã đưa Diệp Quân tới một sơn trang. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn sơn trang này, tên nơi này là Vạn Kiếm Sơn Trang, trước cửa có dựng hai thanh kiếm khổng lồ. Vạn Kiếm Sơn Trang. Thư ký chờ bên ngoài, một mình Diệp Quân tiến vào trong sơn trang. Vừa đi vào đã thấy có một ông lão ra đón. Ông lão kia tuy đã ngoài 70, râu tóc bạc phơ nhưng trông lại rất tinh minh quắc thước. Ông lão nhìn Diệp Quân, các hạ là. Diệp Quân nói, đến mua kiếm. Ông lão nhìn Diệp Quân chăm chú, mua kiếm. Diệp Quân gật đầu. Ông lão lại lắc đầu, kiếm nơi này không bán. Diệp Quân sửng sốt. Ông lão cười nói, kiếm ở nơi này đều là những thanh do cá nhân lão đây sưu tầm, không bán. Diệp Quân khẽ gật đầu, tôi hiểu. Nói đoạn, hắn quay đầu rời đi. Ông lão lại bất ngờ cất tiếng gọi, chờ chút đã. Diệp Quân quay đầu nhìn ông lão hỏi, cậu hiểu kiếm chứ? Diệp Quân lắc đầu, không hiểu, nhưng biết dùng. Ông lão dường như thấy khá hứng thú, biết dùng. Diệp Quân gật đầu. Ông lão kia cười nói, thử một chút. Diệp Quân nhìn ông lão chằm chằm, cũng được. Ông lão đang định đi lấy kiếm thì từ trong sân sau có một cô gái đi ra. Cô gái kia vận đồ trắng, đeo khăn che mặt, chỉ thấy được một đôi mắt trong vắt như hồ thu. Nhìn thấy cô gái kia, Diệp Quân thoáng bất ngờ, bởi vì trang phục của cô gái này cực kỳ giống với kiểu trang phục của vũ trụ quan huyên. Cô gái đang ôm hai thanh kiếm, chậm rãi đi tới trước mặt ông lão. Ông lão cầm lấy một thanh kiếm, cô gái cầm thanh còn lại bước tới trước mặt Diệp Quân, nhìn hắn và nói, mời. Diệp Quân mỉm cười, cảm ơn. Nói đoạn, hắn vươn tay cầm lấy thanh kiếm trong tay cô gái. Ngay khoảnh khắc chạm vào thanh kiếm, Diệp Quân nhắm mắt lại. Kiếm. Sau một thời gian dài mới lại cầm kiếm vào tay. Giờ phút này, trong lòng Diệp Quân chợt dấy lên một cơn phẫn nộ. Phẫn nộ vì bị người áp chế cảnh giới. Ngay tại địa bàn của mình, lại bị người khác áp chế cảnh giới. Quả là nhục nhã vô cùng. Chẳng lẽ cứ phải nín nhịn? Không. Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu, tiếng quát hào hùng vạn trượng, không cần biết ngươi là ai, hôm nay ông đây phải chém ngươi. Dứt lời, hắn gầm lên một tiếng, kiếm trong tay tuôn trào một luồng kiếm ý khủng bố phóng lên cao, như thể muốn chém vỡ vùng trời đất này. Tại một nơi nào đó, bên hồ nước, người đàn ông áo trắng đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn, chợt cảm nhận được một luồng chiến ý ngập trời, mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng nghe thấy những lời chàng thiếu niên kia nói, sắc mặt người đàn ông áo trắng lập tức xa sầm, chém cha ruột. Thật là đại nghịch bất đạo. Nói đoạn, ông vung một ngón tay. Người phụ nữ váy trắng đứng bên cạnh ông cũng cười nói, để ta giúp một tay. Nói xong, bà ấy cũng chỉ một ngón tay lên. Trên bầu trời Vạn Kiếm Sơn Trang. Có hai luồng sức mạnh thần bí bất chợt đè xuống. Kiếm ý của Diệp Quân tức thì bị nghiền nát, ngay sau đó, Diệp Quân ngã sấp xuống đất như thể vừa trúng một đòn cực mạnh, không thể nhúc nhích. Mẹ nó, những hai người. Đó là câu nói sau cùng trước khi Diệp Quân hôn mê. Diệp Quân khẽ gật đầu, nhìn về phía chiếc nhẫn. Tại Vạn Kiếm Sơn Trang, ông lão cùng cô gái nhìn Diệp Quân nằm bất tỉnh, mặt đầy khiếp sợ. Đặc biệt là cô gái nọ, đôi mắt đã trợn tròn. Kiếm ý. Cô ấy chưa từng thấy một kiếm ý khủng khiếp như thế. Kiếm ý này mạnh mẽ hùng hồn như có thể nghiền nát cả đất trời. Chàng trai này là ai? Lòng cô ấy lúc này đã dậy sóng dữ dội. Ông lão đứng bên cũng hết sức nghiêm nghị, kiếm ý khủng bố như thế, chỉ sợ ngay cả tổ sư của Thục Sơn Kiếm Tông cũng không có được. Cô gái kia gật đầu, nhìn Diệp Quân. Ánh mắt chấn động xen lẫn nghi hoặc, anh ta bị phản phệ sao? Ông lão lắc đầu, không rõ. Ông ấy lại nhìn sang cô gái, nói, thưa cô chủ, giờ nên làm thế nào đây? Cô gái nhìn Diệp Quân, trầm mặc hồi lâu mới nói, cứ đưa anh ta đi chữa thương trước đã. Ông lão gật đầu. Hai người đỡ Diệp Quân vào trong biệt uyển, đặt hắn nằm xuống. Nhìn Diệp Quân nằm mê man trên đệm,
Cô gái thoáng do dự rồi vươn hai ngón tay như ngọc giò trước mũi hắn, cảm nhận được hô hấp của hắn mới yên tâm thu tay về. Ông lão kia đứng bên nhìn chằm chằm Diệp Quân hồi lâu, sắc mặt vẫn hết sức nghiêm nghị, thật không ngờ ở đây lại có một cao nhân như thế, có lẽ cậu ta có thể thu phục được kiếm nhà họ Hiên Viên chúng ta đấy. Cô gái kia chỉ im lặng nhìn Diệp Quân. Ông lão còn định nói thêm điều gì, Diệp Quân bỗng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy hai người, hắn sửng sốt giây lát rồi nói, nơi này vẫn là Vạn Kiếm Sơn Trang. Cô gái gật đầu, phải. Diệp Quân muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện toàn thân đã bủn rủn không còn chút sức lực, như thể vừa bị người ta nện cho một trận như tử. Sắc mặt hắn tức thì trầm xuống. Hai luồng sức mạnh. Trong tích tắc đó, hắn đã định lấy kiếm phá phong ấn, khôi phục tu vi, nhưng lại bị hai luồng sức mạnh thần bí cưỡng chế chân áp. Không phải một, mà là hai người. Diệp Quân sa sầm mặt, thế này chẳng phải cậy đông bắt nạt mình sao? Hai. Diệp Quân âm thầm thở dài. Thật tình mà nói, hắn cũng bị đả kích không nhỏ, vì hai luồng sức mạnh thần bí kia thực sự quá hùng hồn. Chẳng lẽ mình sẽ bị trấn áp cả đời ở đây? Thật không cam lòng. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt, siết chặt nắm tay, không thể chịu thua như thế được. Lúc này, ông lão kia đột nhiên hỏi, các hạ là? Diệp Quân dứt khỏi dòng suy tư, mở mắt nhìn ông lão, đáp Diệp Quân. Diệp, ông lão cùng cô gái bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, bốn gia tộc lớn ở Yến Kinh không có ai họ Diệp. Diệp Quân muốn thử ngồi dậy lần nữa, nhưng vẫn chẳng đủ sức. Hắn thở dài trong lòng, vừa rồi suýt thì bị đánh tàn phế luôn. Người ra tay có vẻ ác độc đây. Cô gái đột nhiên lấy ra một viên đan dược to chừng ngón cái, đưa cho Diệp Quân, anh Diệp. Diệp Quân nhìn viên đan dược, nghi hoặc hỏi, đây là? Cô gái đáp, là khí lực đan, tác dụng khôi phục sức lực. Diệp Quân nói, cảm ơn. Hắn nhận lấy viên đan dược, bỏ vào miệng, lập tức cảm nhận được trong thân thể vừa sinh ra một tia linh khí. Diệp Quân kinh ngạc thốt lên, cô nương, đây là linh khí. Cô gái gật đầu. Sắc mặt Diệp Quân thoáng chấn động, hắn biết, nơi này linh khí rất loáng, loại đan dược có ẩn chứa linh khí thế này nhất định phải vô cùng trân quý. Diệp Quân nhìn về phía cô gái, cô nương, viên đan dược này quá quý giá. Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là một viên đan dược, không cần quá để ý. Diệp Quân cười nói, ơn này, Diệp Quân tôi xin ghi nhớ. Cô gái chỉ liếc nhìn Diệp Quân, không nói gì. Ông lão đứng bên lại cực kỳ mừng rỡ, một viên đan dược liền đổi được một ơn huệ với cường giả tuyệt thế, thật đúng là lời to. Có linh khí bổ sung, thân thể Diệp Quân nhanh chóng khôi phục năng lực cử động, hắn đứng lên, liếc ra bên ngoài, trời đã bắt đầu tối. Diệp Quân nhìn hai người đứng bên, hai vị, hẹn ngày sau gặp lại. Nói xong, hắn định cất bước rời khỏi nơi này, nhưng cô gái kia lại đột nhiên lên tiếng, trước đó anh Diệp có nói là đến đây để mua kiếm. Diệp Quân gật đầu, phải. Cô gái chợt xòe tay, trong tích tắc, lòng bàn tay chợt xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm kia dài 3 thước rưỡi, rộng chừng 2 ngón tay, mỏng tang như cánh ve, toàn thân tản ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Cô gái đưa kiếm tới trước mặt Diệp Quân, anh Diệp, kiếm này có tên là Vân Tú, xin tặng cho anh. Ông lão nhìn cô gái như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói ra. Vân Tú. Diệp Quân nhìn thanh kiếm, xòe tay, trong đầu nghĩ tới một ý niệm, thanh kiếm liền bay về tay hắn. Thấy thế, con người của cô gái kia lập tức co rút lại. Ông lão cũng khiếp sợ ra mặt. Diệp Quân nhìn thanh kiếm trong tay, tất nhiên thanh kiếm này còn kém xa so với kiếm Thanh Huyên và kiếm Hành Đạo, nhưng ở một nơi thế này, kiếm này đã là vật quý hiếm rồi. Diệp Quân nhìn cô gái, hỏi, đây hẳn là bội kiếm của cô đúng không? Cô gái gật đầu. Diệp Quân chăm chú nhìn cô gái, vì sao lại tặng cho tôi? Cô gái bình tĩnh đáp, tôi cảm thấy anh thích hợp với nó hơn tôi. Diệp Quân vẫn nhìn cô gái một lát mới cười hỏi, cô tên gì? Cô gái nói, Hiên Viên Lăng. Diệp Quân khẽ gật đầu, nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay cô gái, chiếc nhẫn không gian của cô có thể mở được ra. Hiên Viên Lăng gật đầu, mở được. Diệp Quân lại cười hỏi, có thể cho tôi xem qua chút không? Hiên Viên Lăng bèn gỡ chiếc nhẫn, đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt, đây đúng là nhẫn không gian, nhưng lại vô cùng nhỏ,
không gian bên trong chỉ rộng chừng một trượng, muốn mở nó ra chỉ cần một chút linh khí là đủ. Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, có thể tặng cho tôi không? Hiên Viên Lăng vẫn gật đầu, có thể. Diệp Quân cười ha hả một tiếng, nói chuẩn bị giấy bút. Xa xa, ông lão nghi hoặc nhìn Diệp Quân, Hiên Viên Lăng lại gập người thật thấp, cảm ơn tiền bối. Nghe vậy, ông lão mới phục hồi tinh thần, vội vàng đi lấy giấy bút tới. Diệp Quân cầm bút, nhanh chóng viết, nhìn thấy chữ Diệp Quân, mắt Hiên Viên Lăng như sáng lên, chữ của người này cứng cáp mạnh mẽ, nét bút sắc như kiếm, từ đầu bút đã hiển lộ kiếm ý bén nhọn. Diệp Quân viết rất nhanh, xong xuôi, hắn đặt bút xuống, nhìn về phía Hiên Viên Lăng, Lăng cô nương, đây là một quyển công pháp tu luyện cùng một quyển về phương pháp tu luyện kiếm đạo. Cô giữ lấy, có thể tu luyện tới đâu còn phải xem vận số cô thế nào. Hiên Viên Lăng lại gặp người vái thật sâu, cảm ơn tiền bối. Diệp Quân mỉm cười, gọi Diệp Quân là được, tôi còn chưa già. Hiên Viên Lăng do dự giây lát, sau đó đáp được. Diệp Quân nói, xin từ biệt. Nói xong, hắn định rời đi. Hiên Viên Lăng ngập ngừng một chút, như dồn hết dũng khí, gọi, Diệp Quân. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng, cô ấy hỏi, có tiện cho tôi một phương thức liên lạc không? Phương thức liên lạc à? Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được. Hắn lấy ra chiếc điện thoại di động mà Tô Tử đã mua cho hắn, đưa cho Hiên Viên Lăng, cô tự làm đi. Hiên Viên Lăng liếc nhìn Diệp Quân rồi nhận chiếc điện thoại, khi mở danh bạ, cô ấy sửng sốt. Toàn bộ danh bạ chỉ có một cái tên, Tô Tử. Hiên Viên Lăng lại liếc nhìn Diệp Quân, lưu số của mình vào, sau đó trả điện thoại lại cho hắn. Diệp Quân nhận điện thoại, cười nói, hẹn ngày sau gặp lại. Nói xong, hắn quay đầu đi ra cửa. Diệp Quân đi rồi, ông lão kia vội vàng hỏi, thưa cô chủ, vì sao không bái sư? Đây chính là cơ hội nghìn năm có một đó. Hiên Viên Lăng bình tĩnh nói, làm bạn bè, chẳng phải tốt hơn sao? Ông lão sửng sốt. Hiên Viên Lăng chậm rãi khép mắt, Tô Tử, tập đoàn Tô Thị, đúng rồi, ngày kia chẳng phải chính là sinh nhật cô ấy sao? Tôi nhớ Tô Mục của tập đoàn Tô Thị đã gửi thư mời cho chúng ta, đúng không? Ông lão gật đầu, phải, nhưng cô đã từ chối. Hiên Viên Lăng nói, hồi âm cho họ, rằng chúng ta sẽ có mặt đúng giờ. Ông lão gật đầu, được. Hiên Viên Lăng chậm rãi bước tới bên bàn sách, nhìn công pháp Diệp Quân để lại. Lòng chấn động như núi lửa bùng nổ. Hiên Viên tộc có thể quật khởi rồi. Ra khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, Diệp Quân phát hiện thư ký của Tô Tử vẫn đang đợi mình, bèn mở cửa lên xe. Thư ký vội nói, anh Diệp, về khu tử quận chứ ạ? Khu tử quận. Diệp Quân suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu, không về đó. Thư ký hỏi, vậy hiện giờ đi đâu ạ? Diệp Quân nói, cô tìm cho tôi một chỗ ở tạm đi. Thư ký liếc nhìn Diệp Quân qua kính chiếu hậu, nói, vậy để tôi đăng ký một phòng khách sạn cho anh Diệp. Diệp Quân gật đầu, cô cứ tự sắp xếp. Thư ký gật đầu, được. Xe nổ máy, lao vào màn đêm. Đi được một đoạn, thư ký liếc nhìn vào kính chiếu hậu, cau mày. Diệp Quân hỏi, có người theo dõi chúng ta phải không? Thư ký gật đầu. Diệp Quân bảo, dừng xe đi. Thư ký do dự một chút rồi nói, để tôi thông báo cho cô Tô. Diệp Quân cười nói, không có việc gì đâu, cứ tấp xe vào lề đường là được. Thư ký suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được. Nói xong, cô ta đánh xe tấp vào lề đường, dừng lại. Diệp Quân nhìn thư ký, ở đây chờ tôi một chút, không lâu đâu. Thư ký quay lại nhìn Diệp Quân, vẻ nghi hoặc. Diệp Quân mở cửa xe bước ra, đi tới ven đường, nơi này vắng vẻ. Ít xe qua lại, người cũng thưa thớt. Lúc này, cách đó không xa có một chiếc xe cũng dừng lại, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước xuống, sau lưng người này còn đeo một thanh đại đao. Người này chính là mục võ của vị Lai Tông. Mục võ đi tới trước mặt Diệp Quân, nhìn hắn chằm chằm, cậu đang chờ tôi. Diệp Quân đột nhiên xòe tay, một thanh kiếm lao ra như điện chớp. Con người mục võ co rút lại. Vừa định lùi ra sau thì thanh kiếm đã đâm vào chính giữa hai chân mày ông ta. Vèo. Vùng trán giữa chân mày mục võ nứt ra, một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống. Mục võ trợn tròn mắt, như không thể tin nổi. Sao lại thế này? Sao mình có thể chết lãng xẹt như thế?
Điều này thật không hợp lý. Diệp Quân bước lại gần Mục Võ, lục soát khắp người ông ta. Mục Võ. Giây lát sau, Diệp Quân đã lục soát được một ít tiền Hoa Hạ cùng với một tấm thẻ. Thật đáng thất vọng. Trông vậy mà chẳng có linh thạch. Thanh đao sau lưng Mục Võ bị Diệp Quân ngó lơ. Quá rác rưởi. Diệp Quân nhìn Mục Võ, nói ông nghèo thật đấy. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, nhưng mới đi được hai bước lại đột nhiên hỏi, nhà họ Lý cho ông bao nhiêu tiền làm thù lao? Mục Võ còn chưa hoàn toàn tắt thở, vô thức đáp lại, sao cậu biết? Nói đến đây, sắc mặt nhợt nhạt của ông ta lại biến đổi, ông ta biết, mình bị lừa rồi. Diệp Quân tiếp tục bước đi. Sau lưng hắn, Mục Võ từ từ gục xuống, chết không nhắm mắt, ông ta không cam lòng, mình còn chưa rút đao mà. Nhưng dường như lại chợt nghĩ tới điều gì, Mục Võ vội lấy điện thoại di động ra, gửi đi một tin nhắn cuối cùng, kẻ giết tôi, Diệp Quân, báo thù cho tôi. Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến điện thoại di động của một số vị cường giả trong vị Lai Tông. Xa xa, Diệp Quân lên xe, nói ngắn gọn, đến nhà họ Lý. Thư ký run rẩy hỏi, đến đó, làm gì? Diệp Quân bình thản nói, kịp thời ngăn chặn tổn hại. Kịp thời ngăn chặn tổn hại. Nghe thấy Diệp Quân nói thế, thư ký nghi hoặc và khó hiểu nhìn hắn, đang định hỏi lại thì Diệp Quân đã mở cửa xe bước xuống. Diệp Quân bước về một phía, nơi đó đang có một cô gái mặc bộ đồng phục bó sát đứng đợi. Người này chính là Hiu Hiu. Diệp Quân chăm chú nhìn Hiu Hiu, đang tính ra tay thì Hiu Hiu đã nói, tôi không phải là người của nhà họ Lý. Nghe vậy, Diệp Quân liền dừng tay. Hiu Hiu nhìn Diệp Quân, sắc mặt đề phòng cực độ, vừa rồi, khi Diệp Quân giết Mục Võ, cô ấy đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Mục Võ chính là một vị cường giả cấp 6, vậy mà lại bị giết chỉ trong nháy mắt. Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, hỏi cô nương là. Hiu Hiu trầm giọng, tôi đến đây vì Hứa Tân. Hứa Tân. Diệp Quân chau mày. Hiu Hiu lại nói, anh Diệp, anh đã vi phạm pháp luật Hoa Hạ. Diệp Quân liếc nhìn Hiu Hiu, giết Hứa Tân à. Hiu Hiu gật đầu. Diệp Quân cười nói, kẻ tôi giết là một người xấu. Hiu Hiu trầm mặc hồi lâu mới nói, đúng là một người xấu, anh giết anh ta cũng không có gì đáng trách, nay tôi đến đây không có ý khác. Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, có phải cô đang kéo dài thời gian đợi viện binh tới? Con người Hiu Hiu chợt co rút lại, liên tiếp lùi về sau mấy bước, sắc mặt phòng bị căng thẳng. Diệp Quân nói, cô nương, trong mắt cô không có sát ý, hẳn cô cũng không muốn giết tôi. Chỉ là muốn bắt tôi, thứ cho tôi nói thẳng, cô không có khả năng bắt được tôi đâu, hãy bảo đám bạn cô rời đi thôi, bằng không, chỉ có thể hy sinh vô ích. Nói đoạn, hắn quay đầu bước đi. Hiu Hiu vội kêu, chờ chút. Diệp Quân xoay người nhìn về phía Hiu Hiu, cô ấy trầm giọng, anh Diệp, Hứa Tân quả thực không phải người tốt, nhưng Hoa Hạ có pháp luật, anh không thể tùy ý làm bậy trừng trị người khác. Diệp Quân chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Hiu Hiu. Hiu Hiu cũng nhìn thẳng vào Diệp Quân, anh Diệp, đây chỉ là chức trách, xin thứ lỗi. Nói đoạn, cô ấy đang định tấn công thì ngay một giây sau, đã có một thanh kiếm chỉ thẳng vào giữa hai chân mày cô ấy. Hiu Hiu cứng đờ cả người. Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, cô nương, nếu tôi cho cô một cơ hội, cô có đi không? Hiu Hiu lập tức chắp tay, cảm ơn anh đã nể tình nương tay. Nói xong, cô ấy quay đầu rời đi không hề do dự. Thực lực không bằng người ta, lúc nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Diệp Quân bối rối. Gì vậy chứ? Biết điều như vậy à? Diệp Quân nhìn theo, ánh mắt bất đắc dĩ, lát sau mới quay đầu bước đi. Vừa lên xe, điện thoại của hắn chợt đổ chuông, hắn nhận cuộc gọi, giọng Tô Tử hấp tấp vang lên, anh chớ có kích động, chờ tôi tới ngay đây. Nói xong, cô ấy đã cúp điện thoại. Diệp Quân nhìn về phía thư ký. Thư ký ngập ngừng giây lát mới nói, anh Diệp, chuyện này quá hệ trọng, tôi phải thông báo với cô Tô. Diệp Quân gật đầu, tôi không trách cô. Thư ký thở ra một hơi. Chẳng bao lâu sau, có một chiếc xe lướt nhanh tới, dừng lại cạnh xe Diệp Quân. Tô Tử bước xuống, mở cửa ngồi vào cạnh Diệp Quân, nhìn hắn, nhà họ Lý phái người tới giết anh. Diệp Quân gật đầu. Tô Tử tức thì lạnh mặt. Diệp Quân nói, tôi cần tới nhà họ Lý một chuyến. Tô Tử nhìn Diệp Quân, anh chắc chứ?
Diệp Quân gật đầu, tôi luôn thích có thủ án gì thì giải quyết ngay trong ngày. Tô Tử nói, tôi đi cùng anh. Diệp Quân thoáng do dự, Tô Tử nhấn mạnh, đi cùng đi. Ánh mắt cô ấy vô cùng kiên định. Diệp Quân cười nói, được. Xe nổ máy. Không bao lâu sau, hai người đã tới nhà họ Lý. Vừa đến cổng, hơn chục gã vệ sĩ của nhà họ Lý đã vọt ra, vừa định quát mắng, Diệp Quân đã xòe tay. Vèo. Một thanh kiếm đột ngột bay ra, nháy mắt, hơn chục gã vệ sĩ đã ngã xuống đất. Thấy thế, Tô Tử chấn động tột cùng, cô ấy liếc nhìn Diệp Quân, không nói được một lời. Diệp Quân cười bảo, đi thôi. Hai người cất bước vào trong, đi tới một chính điện, thấy bên trong có một ông già ngồi đó, người này chính là gia chủ nhà họ Lý, Lý Minh Bác. Lý Minh Bác chằm chằm nhìn Diệp Quân, đang định lên tiếng thì chợt có một thanh kiếm bay tới, găm vào giữa hai chân mày của ông ta. Lý Minh Bác trợn trắng con ngươi, chết không nhắm mắt. Ngay cả một cơ hội để nói cũng không cho. Ông ta vốn định nói vài lời lừa dối. Diệp Quân đã kéo Tô Tử rời khỏi đó. Dĩ nhiên, hắn hoàn toàn không có hứng thú dây dưa mất thời gian với đối phương, loại đối thủ cấp bậc này không đáng để hắn lãng phí nước bọt. Ra khỏi nhà họ Lý, Diệp Quân và Tô Tử không lên xe ngay mà men theo một con đường nhỏ đi về phía xa xa. Diệp Quân cười nói, có gì thì hỏi đi. Tô Tử nhìn Diệp Quân, có thể chứ? Diệp Quân gật đầu. Tô Tử trầm mặc hồi lâu, lại chợt cười nói, không muốn hỏi. Diệp Quân khó hiểu nhìn cô ấy, vì sao? Tô Tử mỉm cười, với tôi mà nói, anh là một người tốt, một người rất tốt với tôi. Diệp Quân nhìn Tô Tử, cười bảo, tôi rất tốt với cô à? Tô Tử gật đầu, nghiêm túc lặp lại, rất tốt. Diệp Quân chỉ cười cười không nói. Hai người cứ thế thong thả bước đi. Diệp Quân rất thích cảm giác bình yên này, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được hương vị cuộc sống. Tại vũ trụ Quan Huyên, cuộc sống của hắn ngoài tu luyện chỉ có chiến đấu. Đó không gọi là cuộc sống, đó chỉ là sinh tồn. Nhưng ở nơi này, rốt cuộc hắn không cần phải lo lắng cái này, lo sợ cái kia. Hắn có thể sống một cách thong thả và bình thường. Hắn từng nghĩ, nếu cha mình nuôi mình ở hệ Ngân Hà, có lẽ sẽ càng tốt hơn nhỉ. Tô Tử quay đầu nhìn Diệp Quân đang đi bên cạnh, đáy mắt tràn ngập tò mò. Người thanh niên này, có nhiều khi cho người ta cảm giác hết sức tao nhã, bình dị lại gần gũi, nhưng cũng có nhiều lúc lại khiến người ta sợ hãi, tỉ như lúc giết người. Kẻ bị giết quả thật còn không kịp chớp mắt. Cô ấy biết, người này thuộc loại bạn đối xử với anh ta thế nào. Anh ta sẽ đối đãi với bạn như thế. Thái độ của người này với bạn hoàn toàn được quyết định do thái độ của bạn với người ta. Đi một quãng, Tô Tử đột nhiên lên tiếng, Tiểu Tuyết nói với tôi là anh muốn tới Yến Kinh. Diệp Quân gật đầu. Tô Tử do dự giây lát rồi nói, hôm nay, anh với Uyển Du cãi nhau à? Nói đến đó, cô ấy thoáng liếc nhìn Diệp Quân. Diệp Quân chỉ khẽ lắc đầu, cũng không tính là cãi nhau. Tôi không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ có thể nói là, tôi với cô ấy không phải người thuộc về cùng một thế giới, quan niệm và lối hành xử của hai bên quá khác biệt, cho nên. Nói đến đó, hắn lại lắc đầu cười cười, thôi, không nói chuyện này nữa. À đúng rồi, ngày kia là sinh nhật cô đúng không nhỉ? Tô Tử gật đầu, đúng vậy, anh, sẽ đến đấy chứ? Diệp Quân cười bảo, nhất định sẽ đến. Tô Tử nhoẻn cười, vậy thì tốt. Diệp Quân đột nhiên nói, hợp đồng với bên cố cô nương đàm phán sao rồi? Tô Tử cười bảo, rất thuận lợi, qua sinh nhật, chúng ta cùng tới Yến Kinh. Diệp Quân hỏi, đi cùng bọn họ sao? Tô Tử gật đầu, đúng vậy. Đương nhiên, nếu anh không muốn thì chúng ta có thể đi riêng. Diệp Quân cười nói, đi cùng cũng được. Tô Tử gật đầu, được. Hai người lại đi một lát, Tô Tử chợt kéo Diệp Quân lại, chờ chút. Diệp Quân nghi hoặc nhìn cô ấy. Tô Tử lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Diệp Quân, tặng anh đấy. Diệp Quân thoáng ngạc nhiên, đây là... Tô Tử cười đáp, là dao cạo râu. Diệp Quân khó hiểu nhắc lại, dao cạo râu. Tô Tử cười cười, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên cằm Diệp Quân, râu mép dài quá rồi này. Diệp Quân trầm mặc. Từ sau khi tu vi bị phong ấn, hắn cũng giống hệt một người bình thường. Biết đói. Râu cũng dài ra mỗi ngày, cũng biết ốm bệnh,
và cũng có thể chết. Là một người phàm chân chính. Diệp Quân lặng lẽ thở dài trong lòng, hắn có cảm giác mình bị người lập phòng ấn kia chơi một vố. Không phải là cha mình thật đấy chứ? Không thể nào đâu. Cha nào mà lại ác ý nhằm vào con mình như thế? Hoàn toàn không có khả năng. Nhất định là cái tay chủ nhân bút đại đạo dở hơi kia làm. Chủ nhân bút đại đạo. Lúc này, Tổ Tử đã kéo Diệp Quân đi tới một băng ghế đá, ngồi xuống, cô ấy mở hộp lấy dao cạo râu, ngồi yên đừng động, để tôi cạo cho. Nói đoạn, cô ấy bắt đầu nhẹ nhàng cạo râu cho Diệp Quân. Hai người ngồi quá gần, hai bên đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Có thể nhận thấy Tổ Tử đang rất căng thẳng, chóp mũi đã rịn mồ hôi, tay cũng hơi run. Diệp Quân bảo, hay để tôi thử. Tổ Tử chỉ nhìn hắn một cái, anh có biết dùng đâu, chớ nói nữa, nhỡ mà cắt rách ra thì sao? Diệp Quân cười nói, vậy thôi. Tổ Tử nhanh chóng cạo xong. Cô ấy thở ra nhẹ nhõm như vừa tháo xuống một gánh nặng. Tổ Tử lấy một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau quanh miệng Diệp Quân, cười bảo, da anh còn đẹp hơn cả da con gái đấy. Diệp Quân cười nói, nếu cô muốn được như vậy thì tôi có thể dạy cô. Mắt Tổ Tử như sáng lên, thật à. Đối với vấn đề làm đẹp, phụ nữ hoàn toàn không có sức đề kháng. Diệp Quân gật đầu, thật. Tổ Tử đột nhiên cúi mặt, hôn nhẹ lên trán Diệp Quân một cái, sau đó nhanh chóng lùi lại. Diệp Quân sửng sốt. Tổ Tử trừng mắt với hắn, gò má đã ửng hồng, đây chỉ là một nụ hôn xã giao thuần khiết, là một phương thức cảm ơn đặc thù của Hoa Hạ chúng tôi, không có ý gì khác. Diệp Quân đang muốn nói gì thì thư ký Tiểu Tuyết đột ngột xuất hiện, đi nhanh tới trước mặt Tô Tử, thưa cô chủ, có điện thoại của ông chủ. Vừa nói, cô ta vừa chìa điện thoại di động ra cho Tô Tử. Tô Tử nhận điện thoại, từ trong loa điện thoại truyền ra giọng Tô Mục. Một lúc sau, Tô Tử cúp điện thoại, quay sang nhìn Diệp Quân, hai hôm nữa đi Yến Kinh rồi, ở tập đoàn còn nhiều chuyện cần xử lý, tôi phải về đó, anh đi cùng tôi luôn chứ. Diệp Quân cười nói, tôi không định tới nhà họ Tô đâu. Đến nhà người khác, hắn luôn cảm thấy không thoải mái lắm. Tô Tử lại nói, vậy về khu Tử Quận. Diệp Quân lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Tuyết cô nương trước đó có nói sẽ đăng ký phòng khách sạn giúp tôi, việc này để cô ấy giải quyết đi. Tô Tử do dự giây lát rồi gật đầu, vậy cũng được. Nói xong, Tô Tử định bước đi. Diệp Quân đột nhiên gọi lại, chờ chút đã. Tô Tử quay đầu nhìn lại, Diệp Quân quơ quơ hộp dao cạo râu, cười bảo cảm ơn món quà của cô. Tô Tử vờ trách một tiếng, khách sáo quá đấy. Diệp Quân cười nói, lần sau không nói thế nữa. Tô Tử cười nhẹ một tiếng. Sau khi cô ấy đi khỏi, Diệp Quân và Tiểu Tuyết rời khỏi nơi đó. Tại khu Tử Quận, trong căn hộ, Mục Uyển Du trở về, lặng người ngồi đợi trên ghế sofa. Sau khi Diệp Quân rời đi, cô ấy cũng không tham dự tiệc tối nữa mà quay về đây, đợi Diệp Quân từ chiều tới giờ, nhưng vẫn không thấy hắn trở lại. Đêm xuống, Diệp Quân vẫn không về. Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài, Mục Uyển Du nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt thất thần. Cô ấy biết, có một số người, đã bỏ lỡ là sẽ không quay về được như trước. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Tuyết, Diệp Quân vào trú chân trong một khách sạn. Trong phòng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, vận hành vũ trụ quan huyên pháp. Hấp thu linh khí. Linh khí nơi này cực loãng, nếu không nhờ vũ trụ quan huyên pháp, chỉ e hắn không thể hấp thu được chút huyền khí nào. Diệp Quân cũng phát hiện, sức mạnh tu vi trước đó không thể dùng được, nhưng huyền khí mới hấp thu lại có thể dùng. Thành thật mà nói, điều này có gì đó rất khác thường. Diệp Quân cho rằng, rất có khả năng đây đúng là chuyện do cha mình gây ra. Lẽ nào cha muốn mình phá tan cơ sở cũ để gây dựng cái mới? Phá cũ lập mới. Nghĩ tới đó, Diệp Quân ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, nơi xa xôi lộ một vầng trăng sáng. Phàm. Hắn chậm rãi nhắm mắt, trước đây, phương thức tu luyện của hắn luôn là tĩnh tọa, chiến đấu, ngoài ra thì chẳng còn phương thức nào khác. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy sống từng ngày cũng là một phương thức tu luyện. Mình của ngày trước đã đi quá nhanh. Hôm nay, thả chậm bước chân, hắn phát hiện, tâm này càng bình thản. Hiện giờ, hắn thích ăn sáng.
thích đi dạo phố, thích tiền của Hoa Hạ. Hệ Ngân Hà, cũng tốt lắm. Một nụ cười thoáng qua trên môi Diệp Quân, cũng vào lúc này, từng luồng kiếm ý từ trong cơ thể hắn tràn ra, luồn qua cửa sổ, phóng lên trời cao. Nhưng giây lát, chúng lại bị một sức mạnh thần bí chấn áp. Tu vi kiếm đạo của Diệp Quân một lần nữa bị phong ấn. Lần này, Diệp Quân không hề tức giận, hắn ngẩng đầu nhìn lên tận cùng không gian, cười nói, đồ dở hơi, để ta xem ngươi có thể phong ấn ta đến khi nào. Thình lình, một sức mạnh từ đâu xuất hiện, đè chặt lên người Diệp Quân, lập tức, Diệp Quân bị áp gục xuống đất, không thể nhúc nhích. Mẹ kiếp! Đây là câu nói sau cùng của Diệp Quân trước khi hôn mê. Nhà họ Tô. Trong phòng khách, Tô Tử ngồi đối diện với Tô Mục. Tô Mục nhìn Tô Tử, ngữ điệu nặng nề, Lý Minh Bác đã chết. Tô Tử gật đầu, bình thản nói, cháu biết. Tô Mục hỏi, bị người ta giết. Tô Tử lại gật đầu. Tô Mục trầm mặc. Tô Tử nhìn về phía ông ấy, ông đang lo lắng sao ạ? Tô Mục nhìn cô ấy, ánh mắt hết sức phức tạp, ông lo cho cháu. Tô Tử nghi hoặc nhìn ông nội. Tô Mục khẽ thở dài, cháu à, cậu ta không phải người bình thường đâu. Tô Tử nhẹ nhàng gật đầu, cháu biết ạ. Tô Mục nhìn cháu gái, cậu ta có thể là người tu luyện cổ võ, thậm chí còn có thể là người tu tiên trong truyền thuyết từng nhắc tới. Tô Tử chỉ lặng im lắng nghe, nhưng hai tay đã chậm rãi siết chặt. Tô Mục còn muốn nói thêm điều gì, chợt Tô Tử lại cười nói, ông nội, cháu sẽ không nghĩ nhiều đâu. Tô Mục trầm mặc hồi lâu rồi khẽ thở dài, vậy cũng được, cậu ta không phải người xấu, cũng không có ý xấu, đối xử với cháu cũng chân thành, kết thân với người như thế cũng là phúc của nhà họ Tô ta. Nói đoạn, ông ấy nhìn Tô Tử, đáy lòng nặng trĩu, ông ấy là người từng trải, cho nên cũng suy tính sâu rộng hơn. Tô Mục biết, cháu gái mình và Diệp Quân không phải người thuộc cùng một thế giới, mà loại người như Diệp Quân này, chỉ một ý định không tốt hoặc một chút tâm tư xấu thôi cũng đủ khiến cho người thường như gia tộc ông ấy lâm vào tai ương ngập đầu. Tô Tử mỉm cười, ông à, anh ấy là người rất hiền lành, hơn nữa, anh ấy chưa từng tạo cho cháu cảm giác kẻ trên nhìn xuống, đồng thời cũng chưa từng có bất kỳ ý xấu nào với cháu cả. Nói đến đây, cô ấy lại nhớ tới tình cảnh ban đầu, khi cô ấy cố ý uống say. Khi đó, cô ấy vốn cho rằng Diệp Quân sẽ làm như vậy, mà cô ấy cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Nhưng Diệp Quân không hề làm thế. Khi chưa chuẩn bị được một tương lai tốt đẹp cho một cô gái thì chớ có cởi đồ của cô ấy. Đó chính là lời Diệp Quân nói khi ấy. Tô Tử vốn rất thích hắn, vào khoảnh khắc đó lại càng thích hơn. Nghe Tô Tử nói thế, Tô Mục mỉm cười, dù sao thì cũng là chuyện của lứa trẻ các cháu, tự các cháu giải quyết với nhau, ông không xen vào. Tô Tử gật đầu, vâng. Tô Mục nghiêm mặt nói, ngày kia là sinh nhật cháu, có một vị khách quý muốn tới. Tô Tử thoáng ngạc nhiên, khách quý ạ. Tô Mục gật đầu, đúng vậy, đó là cô chủ của gia tộc Hiên Viên đến từ Yến Kinh, Hiên Viên Lăng. Trước đó ông có gửi thiệp mời chỉ để thử vận may thôi, ban đầu cô ấy cũng không nhận lời tới, nhưng hôm nay đột nhiên lại cho người hồi đáp rằng sẽ tới góp mặt. Gia tộc Hiên Viên. Sắc mặt Tô Tử trở nên nghiêm túc, đây chính là một trong bốn gia tộc lớn nhất của Yến Kinh, người này chịu tới thật đúng là giúp thể diện của nhà họ Tô được nâng thêm một bậc. Tô Tử nói, khi đó cô ấy không nhận lời, hôm nay lại đột nhiên đồng ý tới, hẳn phải có nguyên nhân gì. Tô Mục gật đầu, đúng vậy, nhưng chúng ta không rõ. Bất kể thế nào, nếu cô ấy đã chịu tới thì đã là nể mặt nhà họ Tô ta rồi, đến khi đó tiếp đón chu toàn là được. Tô Tử gật đầu, cháu biết. Tô Mục do dự một lát, lại nói, ngày kia, nhà họ Vương cũng tới. Tô Tử bình thản ồ một tiếng. Tô Mục cười khổ, không nói gì thêm. Hai ông cháu trò chuyện một lát, Tô Tử ra khỏi phòng khách, về phòng riêng. Cô ấy nằm vật ra giường, lật qua lật lại mãi không ngủ được, bèn lấy điện thoại di động ra nhắn cho Diệp Quân một tin, đã ngủ chưa? Bên kia không trả lời. Tô Tử cầm điện thoại lẳng lặng đợi. 10 phút sau vẫn không có hồi âm. Tô Tử cầm điện thoại tiếp tục chờ. Nửa giờ sau vẫn không thấy động tĩnh. Tô Tử do dự một lát rồi bấm số của Diệp Quân, nhưng bên kia không ai bắt máy. Cô ấy chợt lo lắng, vội đứng dậy, Tiểu Tuyết, đến khách sạn. Nên gia nhập, làm bạn. Cửa phòng Diệp Quân bật mở,
Tô Tử chạy vào, khi thấy Diệp Quân nằm dài bất tỉnh trên sàn, mặt cô ấy biến sắc, vội vã nhào tới bên cạnh Diệp Quân, ôm chặt lấy hắn, run rẩy gọi, anh làm sao thế này? Cô ấy đang định gọi cấp cứu thì Diệp Quân đã chậm rãi mở mắt, yếu ớt nói, không, không sao đâu. Thấy Diệp Quân đã tỉnh, Tô Tử mới thở hắt ra một hơi, vội vàng hỏi, anh sao vậy? Diệp Quân cười khổ, bị người ta đánh. Tô Tử sửng sốt, bị đánh. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tô Tử vội hỏi, là ai? Diệp Quân nhăn nhó cười, tôi cũng không dám chắc lắm. Thực ra, cái câu, đồ dở hơi, đó là hắn cố ý nói để thử kiểm tra thân phận đối phương, kết quả, có lẽ hắn đã đoán đúng rồi. Có thể người đó chính là cha. Xem ra lần sau phải chú ý một chút mới được. Tô Tử lộ vẻ tức giận, ai mà ra tay nặng như thế. Thật là, Diệp Quân vội kéo tay cô ấy, không, đó là lỗi của tôi. Bị Diệp Quân kéo tay, mặt Tô Tử tức thì đỏ lên, cô ấy nói nhỏ, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Diệp Quân lắc đầu, không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Tô Tử khẽ gật đầu, tôi ở đây với anh. Diệp Quân nói, cũng được. Hắn chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần. Tô Tử cứ duy trì tư thế ngồi ôm Diệp Quân như thế. Bởi trước đó mới bị trấn áp một phen, ngực áo Diệp Quân bị rạch tét, để lộ một vết sẹo. Nhìn vết sẹo kia, Tô Tử ngây người. Đó chính là vết sẹo để lại sau khi Diệp Quân đỡ đạn dùm cô ấy. Tô Tử nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, giọng run rẩy, khi đó hẳn anh đau lắm nhỉ. Diệp Quân chậm rãi mở mắt, thấy Tô Tử đang nghẹn ngào rơi lệ, hắn mỉm cười, so với trước đây thì cái đó không là gì đâu. Tô Tử nhìn Diệp Quân, trước đây từng chịu rất nhiều khổ đau sao? Diệp Quân cười nói, thiêu đốt thân thể, thiêu đốt linh hồn, chuyện như cơm bữa. Tô Tử nghe không hiểu lắm, nhưng cô ấy có thể hình dung, Diệp Quân của quá khứ hẳn đã phải trải qua rất nhiều giày vò khốn khổ. Nghĩ tới đó, cô ấy bất chợt ôm ghì lấy Diệp Quân. Diệp Quân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chân trời, trăng đã sáng lên. Yến Kinh. Diệp Quân lại nhắm mắt, đến Yến Kinh, không biết có thể gặp được cha và cô chăng. Vì vừa bị trấn áp, tinh thần hắn đã kiệt quệ, chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay Tô Tử. Nhưng vào lúc này, hiu hiu của Long Tổ đột nhiên xuất hiện ở cửa. Thấy có người tới, sắc mặt Tô Tử tức thì thay đổi, cô là ai? Hiu hiu không để ý đến Tô Tử mà chỉ nhìn về phía Diệp Quân, anh ta bị thương. Nhận thấy thái độ của người vừa tới không hề thân thiện, Tô Tử vội vã chắn trước người Diệp Quân. Cô ấy nhìn hiu hiu chằm chằm, tay phải đã thò vào trong túi sách, nơi đó có một khẩu súng. Sau vụ nhà họ Lý cử người tới ám sát Tô Tử, Tô Mục đã cho cô ấy một khẩu súng. Hiu hiu không quan tâm đến cử chỉ của Tô Tử, ánh mắt vẫn gắn chặt vào Diệp Quân, thực ra cô ấy vẫn luôn âm thầm theo dõi Diệp Quân, bởi vì hiện nay... Diệp Quân đã bị liệt vào danh sách những nhân vật vô cùng nguy hiểm. Cấp trên vẫn đang điều tra lai lịch của Diệp Quân. Cô ấy đột nhiên tới đây là vì vừa rồi cô ấy cũng phát hiện, hình như Diệp Quân bị thương. Đây chính là cơ hội tốt nhất để bắt người này. Có nên bắt không? Hiu hiu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, lòng thoáng do dự, cô ấy vẫn hết sức kiêng kỵ Diệp Quân, nhưng cũng biết, đây là thời cơ tốt nhất để bắt người này. Bên kia... Tô Tử theo dõi chặt chẽ từng cử động của Hiu Hiu, cảnh giác cao độ. Lúc này, Hiu Hiu đột nhiên bấm tay, một chiếc bình nhỏ màu trắng rơi xuống trước mặt Tô Tử, đây là thuốc chữa thương, cho anh ta nuốt vào đi. Tô Tử sửng sốt. Hiu Hiu liếc nhìn Diệp Quân, tôi không có ác ý với anh ta. Cuối cùng, cô ấy vẫn quyết định bỏ qua. Bởi trực giác nói cho cô ấy biết, người trước mắt này có khả năng không phải người tu võ mà là tu tiên. Nếu thật là tu tiên thì đó không phải là đối tượng mà Long Tổ có thể đối kháng được. Đối với những người thuộc bậc siêu nhiên này, chỉ có thể lấy lòng và nói lý cùng người ta, tuyệt không thể dùng vũ lực. Hơn nữa, người này cũng là một người biết lý lẽ, không lạm sát, nếu lúc này mình lợi dụng khi người ta gặp nạn mà bắt giữ, một khi không thể khép đối phương vào án tử thì mình và Long Tổ sẽ gặp tai ương cực lớn. Làm trong ngành này, cần biết xem thời xem thế. Ai có thể đánh, ai không thể, nhất định phải phân biệt rõ ràng. Tô Tử cầm bình ngọc lên, nhưng lòng vẫn rất cảnh giác, không đút cho Diệp Quân ăn ngay.
Hiu Hiu chỉ liếc nhìn Tô Tử, nói, cô Tô Tử, anh ta là gì của cô? Tô Tử do dự giây lát rồi nói, bạn trai. Bạn trai. Hiu Hiu hơi sững sờ, sắc mặt trở nên cổ quái. Tô Tử nhíu mày, sao hả? Không giống sao. Hiu Hiu liếc nhìn Tô Tử, xòe tay, một tấm thiếp màu vàng rơi xuống trước mặt Tô Tử. Cô Tô Tử, đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu có gì cần thì có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào. Nói xong, cô ấy quay lưng rời đi. Thấy Hiu Hiu đã đi khuất, Tô Tử mới thở hắt ra một hơi. Lúc này, Diệp Quân đang nằm trên mặt đất chợt mở bừng mắt, liếc nhìn ra cửa. Nếu cô gái kia dám làm gì, tất sẽ mất mạng về tay hắn. Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên chắn trước mặt Hiu Hiu, bất mãn hỏi, vì sao đột nhiên buông tha. Hiu Hiu trầm mặc một hồi mới đáp, anh ta là người tu tiên. Người đàn ông trung niên sửng sốt. Hiu Hiu khẽ lắc đầu, chúng ta tu võ, không đánh được tu tiên, nếu đã đánh không lại thì nên gia nhập, làm bạn với anh ta thì hơn. Người đàn ông trung niên. Trong phòng, Tô Tử thấy Diệp Quân đã tỉnh bèn ôm hắn vào lòng, khẽ nói, không sao chứ. Diệp Quân lắc đầu, hắn nhìn cái bình ngọc trắng trong tay Tô Tử hơi do dự. Diệp Quân cười nói, tôi xem thử. Tô Tử gật đầu. Sau đó mở bình ngọc trắng ra, trong bình chỉ có hai viên đan dược. Diệp Quân ngửi rồi nói, không có vấn đề gì. Nghe thế Tô Tử vội đổ một viên đan dược ra đút cho Diệp Quân uống. Đan dược đi vào trong cơ thể, mặc dù không có linh khí nhưng hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn, hắn chậm rãi đứng lên. Sau đó được Tô Tử đỡ đến bên giường, hắn nằm xuống giường rồi thở ra một hơi, thầm than sau này không thể dễ dàng khiêu chiến với phong ấn đó nữa. Cứ thế thì không chịu được mất. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân quay đầu sang nhìn Tô Tử ở một bên, mỉm cười nói, cô về đi. Tô Tử lại lắc đầu, tôi không yên tâm. Diệp Quân nói, tôi đã không sao rồi, hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Yến Kinh, ngày mốt là sinh nhật cô, chắc cô có rất nhiều việc cần xử lý. Tô Tử vẫn lắc đầu. Diệp Quân cười nói, vậy cô muốn ngủ chung với tôi à? Nghe Diệp Quân nói thế. Mặt Tô Tử đỏ bừng, như nghĩ đến điều gì, cô ấy bỗng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, cười nói, có thể đấy. Diệp Quân sửng sốt. Thấy Diệp Quân ngây người, Tô Tử liếc mắt nhìn hắn, có tâm nghĩ mà không có gan làm. Nói rồi cô ấy đi đến ghế sofa bên cạnh nằm xuống, sau đó nói, ngủ đi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Lúc này Diệp Quân đã vô cùng mệt mỏi nên không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau. Khi thức dậy Tô Tử nhận ra mình đã nằm ở trên giường, cô ấy bỗng quay sang nhìn một bên, Diệp Quân đang nằm trên ghế sofa. Lúc này Diệp Quân mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt của Tô Tử, hắn mỉm cười, cô tỉnh rồi à? Tô Tử gật đầu, ừ. Diệp Quân cười nói, đi ăn cơm thôi. Tô Tử cong môi cười, ừ. Hai người chia nhau ra đi tắm, đánh răng một lúc sau mới ra khỏi phòng, sau khi ăn bữa sáng xong, hai người tạm biệt. Dù sao Tô Tử vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Diệp Quân đứng trước cửa khách sạn bắt đầu cảm thấy hơi lúng túng. Ngày mai là sinh nhật Tô Tử, nên tặng quà gì đây? Diệp Quân bỗng nói, ra đây đi. Hắn vừa dứt lời, một người phụ nữ bỗng bước ra, chính là Hiu Hiu. Hôm nay Hiu Hiu không mặc đồng phục mà mặc một chiếc váy dài bằng len bó sát người. Dáng người rất cân đối, cực kỳ nóng bỏng, cũng rất hấp dẫn. Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, vẫn còn đi theo tôi à? Hiu Hiu nhìn Diệp Quân, tôi muốn nói chuyện với anh Diệp. Diệp Quân gật đầu, vừa đi vừa nói, tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi cô. Hiu Hiu không nói gì mà nhìn Diệp Quân. Hai người đi sang con phố bên cạnh, Diệp Quân nói, cô hỏi đi. Hiu Hiu nhìn Diệp Quân, hỏi gì cũng được sao? Diệp Quân gật đầu, tôi không đảm bảo sẽ trả lời. Hiu Hiu im lặng một lúc lâu mới hỏi, anh là tu tiên sao? Diệp Quân gật đầu, phải. Vẻ mặt Hiu Hiu trở nên nghiêm trọng. Đúng là người tu tiên. Hiu Hiu kiềm chế sự chấn động trong lòng xuống, lại hỏi, đến đây là? Diệp Quân nói, thừa kế gia nghiệp. Thừa kế gia nghiệp. Hiu Hiu sửng sốt. Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, cô là người của Long Tổ. Hiu Hiu gật đầu. Diệp Quân lại hỏi, chấp pháp. Hiu Hiu nói, phải. Diệp Quân bỗng hỏi, cô có muốn tu tiên không?
Hiu Hiu sửng sốt. Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, có muốn không? Hiu Hiu vội nói, có thể sao? Diệp Quân gật đầu, được chứ? Hiu Hiu trầm giọng nói, điều kiện của anh. Diệp Quân nói, sau này cô giúp tôi xử lý vài chuyện mà tôi không muốn giải quyết. Hiu Hiu lập tức nói, được. Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, không sợ tôi làm chuyện phạm pháp à? Hiu Hiu nhìn Diệp Quân, bọn tôi cũng không thể ngăn cản anh làm chuyện phạm pháp nhưng tôi tin anh sẽ không làm thế. Diệp Quân cười nói, tại sao? Hiu Hiu trầm giọng nói, anh giết Hứa Tân là vì Hứa Tân muốn giết anh, hơn nữa còn muốn bắt cóc cô Mộc. Anh giết Mục Võ là vì Mục Võ đến giết anh trước, giết Lý Minh Bác cũng thế, anh chưa từng chủ động giết ai, thế nên anh là kiểu người không đắc tội với tôi thì tôi cũng không động đến người ta. Diệp Quân bỗng hỏi, người đứng phía sau Hứa Tân có nhắm vào cô Mộc đó không? Hiu Hiu bình tĩnh nói, anh yên tâm, bọn tôi đã giải quyết cả rồi. Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, có lòng rồi. Hiu Hiu hỏi, có cần tôi bái anh làm thầy không? Diệp Quân lắc đầu, không cần đâu. Hiu Hiu chớp mắt, đi theo anh học hỏi, cuối cùng có thể bay được không? Là kiểu bay trên trời ấy. Diệp Quân cười nói, có thể. Hiu Hiu khá phấn khích, được. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó nói, nơi này rất ít linh khí, tu hành bình thường cực kỳ khó khăn nhưng cô có thể học các bước nền tảng trước. Hiu Hiu gật đầu, đều nghe theo anh. Diệp Quân nói, cô có giấy bút đó không? Hiu Hiu nói, anh đợi một lát. Nói xong, cô ấy xoay người biến đâu mất không thấy. Dị năng của cô ấy là ẩn thân, nhưng ngoài ẩn thân thì không có tác dụng khác, mục tiêu của cô ấy vẫn là bay. Chẳng mấy chốc Hiu Hiu lại xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân cầm lấy bút bắt đầu viết, một lúc sau hắn đưa tờ giấy cho Hiu Hiu, đây là cách tu luyện đơn giản, cô có thể tu luyện theo cái này. Cách tu luyện đơn giản. Với hắn thì đây là cách tu luyện đơn giản nhưng trên ngôi sao màu xanh này thì là cách tu luyện tuyệt đỉnh. Hiu Hiu như nhặt được bảo vật, vội vàng nhận lấy, chân thành nói, cảm ơn anh. Diệp Quân cất bút đi, sau đó nói, hỏi cô một câu. Hiu Hiu nói, anh hỏi đi. Diệp Quân nói, sinh nhật của các cô gái thì nên tặng gì? Hiu Hiu chớp mắt, tặng cô Tô Tử à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Hiu Hiu suy nghĩ một lúc, sau đó nói, nếu là bình thường thì càng đắt tiền càng tốt, chẳng hạn như đồ trang sức hay thứ gì đó. Nhưng gia cảnh cô Tô Tử không tầm thường, nên có khi cô ấy không thích mấy món này. Diệp Quân gật đầu, tôi cũng nghĩ thế. Hiu Hiu nói, phải tặng thứ gì đó khác biệt một chút. Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, cô nói thử xem. Hiu Hiu trầm tư hồi lâu rồi nói, anh có gì? Có gì? Diệp Quân sửng sốt. Bây giờ mình có gì? Hiện giờ mình chẳng có gì cả. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu khẽ cười. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Quân, Hiu Hiu do dự một chốc rồi nói, có bảo vật tiên gia không? Diệp Quân lắc đầu, không có. Hiu Hiu im lặng. Diệp Quân cũng không nói gì, quả thật hơi lúng túng. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng nói, từ đây đến núi Phạn Tịnh có xa không? Núi Phạn Tịnh. Hiu Hiu nhìn Diệp Quân, một tiếng đồng hồ. Diệp Quân nói, dẫn tôi đi. Chỉ có thể tìm chủ nhân bút đại đạo mượn chút bảo vật, vì nhị nha từng nói chủ nhân bút đại đạo có rất nhiều bảo vật. Nghe Diệp Quân nói thế, Hiu Hiu nói, đi luôn. Nói rồi cô ấy gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau một chiếc siêu xe bỗng chạy đến bên cạnh hai người. Hiu Hiu vẫy tay, tài xế xuống xe rời đi. Hiu Hiu nhìn Diệp Quân, đi thôi. Diệp Quân nhìn chiếc xe trước mặt, sau đó nói, chiếc xe này đẹp quá. Hiu Hiu nói, kiểu dáng mới nhất, gần 100 triệu tệ hoa hạ. Diệp Quân gật đầu, sau đó bước lên xe. Hiu Hiu đạp chân xe, chiếc xe chạy vụt đi như một mũi tên rời khỏi cung. Hiu Hiu bỗng nói, lúc các anh bay lên trời có nhanh như chiếc xe này không? Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, nhanh hơn gấp mấy chục ngàn lần. Hiu Hiu chớp mắt, xem như tôi chưa hỏi. Diệp Quân nhắm hai mắt lại, núi Phạn Tịnh, chủ nhân bút đại đạo đang ở núi Phạn Tịnh thật sao? Cho dù thế nào cũng phải đi xem thử. Hiu Hiu lại hỏi, anh và Tôn Ngộ Không? Ai lợi hại hơn? Diệp Quân nhíu mày, quay sang nhìn Hiu Hiu, Tôn Ngộ Không? Hiu Hiu gật đầu, con khỉ đó. Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, lái xe cho đàng hoàng, Tôn
tôi có thể chết nhưng tôi không muốn chết vì tai nạn xe, vì như thế quá mất mặt. Hiu Hiu nói, ồ, không dám hỏi thêm nữa, chuyên tâm lái xe. Chưa đến một tiếng sau, hai người đã đến núi Phạn Tịnh. Núi Phạn Tịnh được đặt tên theo Phạn Thiên Tịnh Thổ, kéo dài hàng trăm dặm, nguy nga tráng lệ, là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Kiềm Châu. Khi hai người đến dưới chân núi Phạn Tịnh, người xung quanh như thủy triều, cực kỳ đông vui nhộn nhịp. Hai người đi lên núi, Diệp Quân ngước mắt nhìn, có thể thấy giữa các đỉnh núi xa xa là mấy ngôi chùa được xây tựa vào núi, xa hơn là biển mây. Lúc đi đến sườn núi, Diệp Quân phát hiện trong các đỉnh núi ở cách phía trước họ không xa có một bức Phật nằm bằng đá, dài khoảng 1.000 mét, cực kỳ tráng lệ. Hiu Hiu nhìn bức tượng Phật nằm nói, người từ khắp mọi nơi đến núi Phạn Tịnh đa phần đến đây để bái lạy vị Phật này, thế nên người đời gọi núi là Phật, Phật chính là núi. Diệp Quân khẽ gật đầu, hai người tiếp tục đi lên đỉnh núi, lúc đến đỉnh núi chính, Diệp Quân quay đầu lại nhìn, phóng tầm nhìn ra xa có thể nhìn thấy phong cảnh của cả thành phố này. Phong cảnh tuyệt đẹp. Diệp Quân nở nụ cười, chủ nhân bút đại đạo lại biết chọn địa điểm ghê, ngày nào cũng tu luyện ở nơi này, ngắm nhìn phong cảnh cũng rất vui vẻ. Hai người đi đến hai ngôi chùa ở đằng xa. Hiu Hiu nhìn hai ngôi chùa cách đó không xa nói, ngôi chùa nổi tiếng nhất ở núi Phạn Tịnh là Thích Ca Điện và Di Lặc Điện trên đỉnh núi. Có một hẻm núi Kim Đao bắt ngang qua giữa hai điện lớn này, kiến trúc ở nơi này chắc chắn là tuyệt đỉnh của đỉnh núi. Vì vậy chùa ở núi Phạn Tịnh cũng trở thành những ngôi chùa cao nhất thế giới. Hai người vừa nói vừa đi đến Thích Ca Điện, có rất nhiều người đi viếng nhang ở đây. Diệp Quân dẫn Hiu Hiu bước vào đại điện, hắn nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo. Lẽ nào không ở đây? Diệp Quân nhíu mày. Nhưng đúng lúc này như cảm nhận được gì đó, hắn bỗng xoay người lại nhìn về phía cửa, có một người đàn ông đứng ngoài đó. Người đàn ông đang cầm chổi quét dọn. Nhìn thấy người đàn ông, Diệp Quân sửng sốt. Người đàn ông cũng ngơ ngác. Ngay sau đó người đàn ông ném cây chổi đi, tay phải để ra sau lưng, bỗng chốc khí chất cao thủ tràn ra. Diệp Quân vội bước sang, hắn nhìn người đàn ông nói, tiền bối, quét dọn hả? Người đàn ông nghiêm túc nói, tu đạo, quét sân cũng là một kiểu tu hành, cậu không hiểu được đâu. Lúc này bỗng vang lên giọng của một hòa thượng, người lại đang lén lười biếng, người có muốn ăn cơm nữa không hả? Diệp Quân, đi xuyên thời không? Người đàn ông trước mặt Diệp Quân vừa nghe đến hai chữ ăn cơm, sắc mặt lập tức thay đổi, vội nói, xong ngay đây. Nói rồi ông ta tiếp tục quét sân. So với thể diện thì cái bụng vẫn quan trọng hơn. Nhìn người đàn ông trước mặt, Diệp Quân lặng thinh. Người đàn ông này chính là chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân không ngờ chủ nhân bút đại đạo lại thê thảm đến mức này, còn thảm hơn cả mình. Hơn nữa hình như tu vi của chủ nhân bút đại đạo cũng bị phong ấn rồi. Diệp Quân bước sang, sau đó hỏi, tiền bối, ông. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, sao cậu lại chạy đến đây? Diệp Quân nói, đến thừa kế hệ Ngân Hà. Người đàn ông nói, ồ. Diệp Quân suy tư một lúc, sau đó nói, chúng ta nói chuyện một lát được không? Người đàn ông bình tĩnh nói chuyện gì? Diệp Quân nói, tiền bối có thể khôi phục tu vi giúp ta không? Người đàn ông nhìn Diệp Quân, đại ca à, ta đây cũng khó tự bảo vệ mình nữa mà còn giúp cậu khôi phục tu vi sao? Cậu nghĩ gì thế hả? Diệp Quân nói, có phải tiền bối đang có kế lực gì, sau đó bị cô ta trấn áp không? Người đàn ông không đáp. Diệp Quân im lặng, rõ ràng là lão già này đang có mưu đồ gì đó. Nếu không chắc chắn cô sẽ không trấn áp ông ta. Người đàn ông bỗng nói, hôm nay cậu đến tìm ta, không phải chỉ để nói chuyện với ta đâu nhỉ. Diệp Quân cười nói, tiền bối, ta cố ý đến thăm tiền bối. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, ta cảm động quá. Diệp Quân, người đàn ông xua tay, nói chuyện chính đi. Diệp Quân gật đầu, ta muốn mượn một vài bảo vật của tiền bối. Người đàn ông nói, không có. Diệp Quân nói, nhị nha và tiểu bạch nói tiền bối có mà. Khóe môi người đàn ông khẽ giật, chết tiệt. Diệp Quân nói tiếp, tiền bối, ta không cần nhiều, tiền bối cho ta mượn 10 món bảo bối là được, ta nhất định sẽ trả lại. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, buồn bực nói, nhà họ Dương các cậu mượn đồ có bao giờ trả lại đâu, chưa từng. Diệp Quân im lặng,
thầm thở dài, cha và ông nội đã hủy hoại sạch nhân phẩm rồi. Người đàn ông bỗng nói, kiếm đạo của cậu đã tăng lên không ít. Diệp Quân gật đầu, đúng thế, nhưng có một sức mạnh bí ẩn nào đó luôn áp chế ta còn từng nghi ngờ là tiền bối. Người đàn ông thở dài, cuộc sống của ta cũng chẳng mấy tốt đẹp. Diệp Quân im lặng không nói, tiền bối sống không tốt chẳng liên quan gì đến ta. Người đàn ông tiếp tục công việc quét dọn, không nói gì thêm. Diệp Quân nói, tiền bối, ta muốn hỏi tiền bối vài chuyện. Người đàn ông nói, hỏi đi, nhưng ta không chắc sẽ trả lời cậu. Diệp Quân gật đầu, tiền bối biết Vĩnh Sinh Đại Đế chứ? Người đàn ông gật đầu, một tên ngu xuẩn không có não. Diệp Quân hỏi, trước nền văn minh Vĩnh Sinh còn nền văn minh nào khác không? Người đàn ông buông chổi xuống, sau đó nói, người biết ngôi sao màu xanh này bao nhiêu tuổi không? Diệp Quân lắc đầu, hắn không quen thuộc nơi này. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, 4,5 tỷ năm, ngôi sao màu xanh này đã tồn tại 4,5 tỷ năm đấy, nền văn minh nhân loại chỉ tồn tại trên ngôi sao màu xanh này chưa đến 7.000 năm. Diệp Quân khẽ nhíu mày. Người đàn ông nói tiếp, mà hệ Ngân Hà đã tồn tại 13,5 tỷ năm, trong 13,5 tỷ năm này, tổng cộng có hơn 150 nền văn minh đã ra đời, nền văn minh nhân loại chỉ là một trong những nền văn minh này. Ông ta nhìn Diệp Quân, rồi lại nói, về phần vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ, ta không biết chính xác rốt cuộc chúng đã tồn tại bao nhiêu tỷ năm, nhưng ta nghĩ ít nhất cũng đã có hàng trăm tỷ năm. Ta từng đi vào đường hầm thời không tuế nguyệt, thời không ngược dòng, muốn quay lại những mốc lịch sử chưa từng được biết đó, nhưng... thất bại! Thất bại! Diệp Quân ngạc nhiên, thất bại sao? Người đàn ông gật đầu, ta ngược dòng đến 50 tỷ năm trước thì bị một nguồn sức mạnh bí ẩn cản lại, không thể ngược dòng thời không được nữa. Diệp Quân hơi tò mò, sức mạnh gì thế? Người đàn ông lắc đầu, một loại sức mạnh ta chưa từng nhìn thấy, ta đã từng đánh với nó nhưng sức mạnh của đối phương rất đặc biệt. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, theo lý thì chúng đã là quá khứ, là lịch sử, chẳng phải nên biến mất rồi sao? Người đàn ông gật đầu, bình thường là thế nhưng có vài sự tồn tại đặc biệt, họ có thể làm cho bản thân tồn tại mãi theo một vài cách. Diệp Quân nhíu chặt mày, cảm thấy hơi kinh ngạc. Người đàn ông nhìn lên bầu trời, khẽ nói, vũ trụ bao la mênh mông, sức người khó có thể hiểu được, tuy nhiên đến lúc đó cậu có thể hỏi cô của cậu. Với thực lực của bà ấy có thể ngược dòng thời không về đến lúc ban sơ của vũ trụ. Ông nội và đại bá của cậu cũng có thể làm được, họ đã đang làm như thế. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, ông nội và đại bá ta đang ngược dòng thời không, đi về quá khứ sao? Người đàn ông gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nói, thảo nào. Như nghĩ đến gì đó, hắn lại hỏi, tiền bồi, chúng ta có thể đi ngược về quá khứ, người ở quá khứ cũng có thể đi xuyên thời không đến nơi này của chúng ta không? Người đàn ông gật đầu, được, nhưng cùng lắm là họ chỉ có thể xuyên đến hiện tại của chúng ta. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Người đàn ông cười nói, vì hiện tại của chúng ta là điểm cuối của thời gian. Đi về sau nữa là thời gian chưa xảy ra, là thời gian chưa được biết đến, có rất nhiều mặt, muốn cưỡng ép thăm dò đến tương lai. Hơn nữa biết chính xác một mặt chân thật của tương lai thì hiện tại cũng chỉ có vài người có thể làm được, nhưng mọi người sẽ không làm chuyện này. Diệp Quân hỏi, vài người nào? Người đàn ông nói, cha, ông nội, đại ca, cô của cậu. Ông ta lại nói, chết tiệt. Mẹ kiếp, đều là cái nhà khốn nạn này. Diệp Quân. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, lại nói, hai người còn lại là chân thần và ta. Diệp Quân hơi khó hiểu, thế tại sao các người không làm nữa? Người đàn ông bỗng nói, ta muốn hỏi cậu một câu, nếu người ở ngôi sao xanh này có thể biết chính xác thời điểm mình sẽ chết, cậu nghĩ bọn họ sẽ như thế nào? Diệp Quân sửng sốt. Nếu biết mình sẽ chết vào lúc nào thì sẽ thế nào? Những cái khác không biết nhưng chắc chắn sẽ loạn. Sẽ cảm thấy những gì mình đang làm hiện tại đều không còn ý nghĩa. Người đàn ông khẽ nói, sở dĩ mạng sống của con người có giá trị là vì không thể biết được tương lai, nếu mọi thứ đều được biết trước, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Diệp Quân gật đầu, đúng là thế. Người đàn ông nói tiếp, hơn nữa, ép buộc thăm dò tương lai cũng có thể đảo ngược đại đạo, làm cho tương lai thay đổi. Nói một cách đơn giản,
những người muốn do thám tương lai về cơ bản là người không có khả năng này, mà những người có khả năng làm được thì lại không thèm làm. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Người đàn ông nói, sau khi cậu đến hệ Ngân Hà, tâm cảnh của cậu đã thay đổi rất nhiều, đó là một việc rất tốt. Nhưng ta phải nhắc nhở cậu, nếu cô và cha cậu cũng đi vào thời không tuế nguyệt, đi ngược dòng thời gian tìm về quá khứ, khi đó cậu phải một mình chống chọi với mọi thứ. Thế nên hãy trân trọng khoảng thời gian này đi. Diệp Quân nhìn người đàn ông, tiền bối, ta vẫn luôn muốn hỏi tiền bối một câu, đại đạo là sự tồn tại cụ thể hay là? Người đàn ông nói, ở đâu cũng có. Ở đâu cũng có. Diệp Quân trầm tư. Người đàn ông nói, đi đi, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ không còn nhiều của cậu đi. Nói rồi ông ta đi về phía khác. Diệp Quân vội đuổi theo, tiền bối, ta mượn một ít bảo vật. Người đàn ông từ chối thẳng thừng, không có. Diệp Quân nói, 10 món thôi, không có cấp bậc cũng được. Người đàn ông tức giận nói, cậu nghĩ ta đang bán hàng xỉ à? Còn 10 món. Diệp Quân nói, vậy thì 5 món. Người đàn ông lắc đầu, không có, chẳng có cái quần què gì cả. Diệp Quân bỗng lấy một số tiền hoa hạ ra, ta tìm tiền bối để mua. Người đàn ông nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân mỉm cười, cũng khá ít nhưng cực kỳ có tác dụng với tiền bối lúc này, đúng chứ? Người đàn ông im lặng không nói. Quả thật là có tác dụng. Vì bây giờ ông ta không thể đi khỏi nơi này, cũng không dám đi, ông ta cũng sợ ra khỏi đây thì sẽ có một thanh kiếm rơi từ trên trời xuống. Người đàn ông nhìn tiền hoa hạ trong tay Diệp Quân, im lặng một lúc rồi nói, đưa thêm đi. Diệp Quân quay sang nhìn Hiu Hiu đứng một bên. Hiu Hiu hiểu ý vội lấy tiền hoa hạ của mình ra. Diệp Quân đưa hết tiền cho người đàn ông ta nhận lấy rồi nói, chỉ có thể đưa cho cậu một món thôi. Thật ra ông ta cũng bất đắc dĩ, chỉ có mấy người biết ông ta bị áp chế ở đây, mà mấy người đó lại không thể cho ông ta tiền tiêu, ông ta lại không thể ra ngoài, mẹ nó chứ, một ngạt quá rồi đấy. Một món. Diệp Quân hơi do dự. Người đàn ông giận lên nói, còn không biết đủ à? Diệp Quân cười nói, một thì một. Người đàn ông trợn mắt nhìn Diệp Quân, sau đó nói, muốn lấy món bảo vật thuộc phương diện nào. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, để tặng cho phụ nữ. Phụ nữ. Người đàn ông suy nghĩ một lúc, sau đó xòe bàn tay ra, một hòn đá to bằng ngón tay cái xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Hòn đá có nhiều màu, tràn ngập ánh sáng tỏa ra xung quanh, cực kỳ đẹp mắt. Diệp Quân hỏi tò mò, tiền bối, đây là. Người đàn ông bình tĩnh nói, một trong 10 thần khí lớn của hoa hạ, đá nữ hoa, có thể tự động hấp thụ sức mạnh của tinh tú trời đất, cầm theo nó có thể tránh được nhiều tà khí, dung mạo trẻ mãi, trường sinh bất tử. Diệp Quân hỏi, cấp bậc gì thế? Người đàn ông, cậu quan tâm cấp bậc gì làm gì, có lấy hay không? Diệp Quân vội nói, lấy chứ. Nói rồi hắn nhận lấy hòn đá, nhưng nghĩ đến điều gì, hắn lại hỏi, tiền bối. Có thể làm thành dây chuyền giúp ta không? Người đàn ông tức giận, lúc này Diệp Quân vội nói, ta đưa thêm tiền. Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói, được. Ông ta vừa nói vừa lấy một sợi dây màu bạc ra, lần mò một lúc cũng làm được một sợi dây chuyền. Nhìn thấy sợi dây chuyền này, mắt Hiu Hiu sáng lên, phải nói rằng cô ấy cũng đã dao động. Cô ấy không biết mấy chức năng này nhưng cô ấy biết sợi dây chuyền này rất đẹp. Diệp Quân nhẹ nhàng sờ sợi dây chuyền, tiền bối, đây là. Người đàn ông bình tĩnh nói, dây chuyền tinh tú được làm bằng sức mạnh của các vì sao, nó có chức năng tự động hấp thụ sức mạnh của các vì sao giống hòn đá nữ oa này. Người bình thường đeo nó vào thì sẽ được sức mạnh của các vì sao bảo vệ, sức mạnh của thế giới này không thể làm cô gái đó bị thương. Đương nhiên, bây giờ vẫn trong trạng thái chưa kích hoạt, sức mạnh của các vì sao rất yếu, nếu đã được kích hoạt. Cộng thêm đá nữ oa này thì cũng là thần khí tối cao. Diệp Quân gật đầu, được. Hắn cẩn thận cất dây chuyền đi, thứ này không chỉ có giá trị nhan sắc cao mà còn cực kỳ thực dụng, vừa vặn phù hợp cho Tô Tử dùng. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, sau đó nói, giúp ta một việc. Diệp Quân hỏi, việc gì? Người đàn ông nghiêm túc nói, xin cô của cậu rủ lòng thương mở rộng phạm vi phong ấn ta, mỗi ngày đều bị nhốt ở đây. Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi, ta cũng muốn ra ngoài, đã rất lâu rồi ta chưa đi rửa chân nữa đấy.
Nghe chủ nhân Bút Đại Đạo nói thế, Diệp Quân tỏ ra đồng cảm sâu sắc bèn nói, chuyến này đến Yến Kinh, nếu gặp cô thì ta sẽ nói với bà ấy về thỉnh cầu của tiền bối. Nhưng ta không dám đảm bảo bà ấy sẽ đồng ý nghe theo ta. Người đàn ông gật đầu, vậy thì cảm ơn nhiều. Diệp Quân cười nói, tiền bối, tạm biệt nhé. Người đàn ông gật đầu, tạm biệt. Diệp Quân đang định đi nhưng nghĩ đến điều gì, hắn bỗng hỏi, chân thần đang ở ngôi sao màu xanh thật à? Người đàn ông nói, ừ, đang ở Yến Kinh đấy. Yến Kinh. Diệp Quân lặng thinh. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, cô ta không có hứng thú với cậu, cô ta chỉ có hứng thú với việc bán sách, chắc cô ta đã viết xong cuốn sách của mình rồi. Viết xong, cô ta sẽ rời khỏi đây. Diệp Quân nhíu mày, rời khỏi đây sao? Người đàn ông gật đầu, rời khỏi đây. Diệp Quân còn muốn hỏi nữa nhưng người đàn ông nói, đi đi, thời gian của cậu cũng không còn nhiều nữa. Nói rồi ông ta xoay người đi. Diệp Quân đứng đó im lặng hồi lâu, rồi dẫn Hiu Hiu xoay người đi khỏi đó. Nhìn hai người Diệp Quân rời đi, người đàn ông lặng thinh hồi lâu, mới khẽ nói, vũ trụ kiếp sắp đến gần, những kẻ đi ngược dòng thời gian đó đang dục dịch có động tĩnh. Nếu cậu có thể áp chế được mọi thứ thật, còn đối xử thiện lương với hết thảy sinh linh, thiết lập trật tự, trấn áp càn khôn thì việc ta trợ giúp cậu cũng không phải là không được. Ông ta vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn trời. Ánh mắt hiện lên vẻ bất lực, thực lực mấy người đó quá đáng sợ, nhưng họ đều đã là thần tính, cũng chỉ có một số ít người còn lại chút nhân tính mà thôi. Số mệnh của những sinh linh phàm trần này không thể giao phó vào tay những kẻ thần tính, vì nếu một người trong số họ có suy nghĩ khác đi thì các sinh linh có thể sẽ biến mất mãi mãi. Ông ta đang đợi một người đã tu luyện nhân tính đến mức vô địch. Mà Diệp Quân có thể vẫn giữ được nhân tính khi bất khả chiến bại. Hơn nữa còn có thể áp chế được thần tính hay không thì phụ thuộc vào chuyến đi hệ ngân hà lần này của hắn. Ông ta muốn Diệp Quân giữ lại nhân tính, nhưng vị kia lại không muốn ông ta can dự vào, bà ấy muốn để Diệp Quân tự do phát triển. Là thần tính hay nhân tính, mọi thứ đều do Diệp Quân tự do phát triển. Đây là nguyên nhân tại sao ông ta lại bị trấn áp. Nhưng cũng may vị đó cũng không cắt đứt hoàn toàn con đường nhân tính của Diệp Quân. Nếu không cũng sẽ không để hắn đến hệ ngân hà. Khi bước vào đại điện, người đàn ông quay đầu lại nhìn về một hướng nào đó, người bán sách vẫn giữ lại một nửa nhân tính của mình, cũng rất thân thiện với tất cả chúng sinh nhưng tiếc là, cô ta. Người đàn ông lại thở dài, xoay người bước vào trong điện. Sau khi xuống núi, Diệp Quân và Hiu Hiu quay về. Trên đường về, Hiu Hiu hơi tò mò, người vừa nãy là... Diệp Quân cười nói, một người rất lợi hại. Hiu Hiu nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân lại nói, mỗi tháng bảo người đem chút tiền đến cho ông ta. Hiu Hiu gật đầu, để tôi sắp xếp. Diệp Quân khẽ gật đầu, mặc dù chủ nhân Bút Đại Đạo không làm điều gì bất lợi với hắn nhưng hắn cũng kiêng dè chủ nhân Bút Đại Đạo, người có thể khiến cô tự mình trấn áp thì chắc chắn không đơn giản. Diệp Quân quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ mặt vô thức trở nên nghiêm trọng. Nói chuyện với chủ nhân Bút Đại Đạo một hồi cũng khiến hắn hiểu được rất nhiều chuyện, bây giờ vũ trụ mênh mông này không đơn giản như thế. Ngay cả chủ nhân Bút Đại Đạo cũng chỉ có thể ngược dòng thời không 50 tỷ năm, tận cuối quá khứ của vũ trụ là dáng vẻ như thế nào. Hắn nhận ra hắn vẫn rất lạ lẫm với vũ trụ này, nếu có cơ hội thì chuyến đi đến Yến Kinh này phải hỏi cô cho rõ ràng. Diệp Quân không về thẳng khách sạn mà bảo Hiu Hiu dẫn hắn đi dạo khắp nơi. Hắn muốn mua một hộp quà. Mặc dù đá nữ oa đó rất đẹp nhưng lại thiếu một hộp quà đẹp mắt, nếu đã tặng cho người ta thì dĩ nhiên phải có hình thức một chút. Không lâu sau, Hiu Hiu dẫn Diệp Quân đến một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi này rất lớn, cái gì cũng có. Hiu Hiu dẫn hắn đến một cửa hàng quà tặng, một cô gái mặc váy ngắn lập tức bước đến đón tiếp, cô ta mỉm cười nói, hai vị cần gì ạ? Diệp Quân nói, tôi muốn mua một hộp đựng quà. Cô gái hỏi, anh muốn hộp quà thế nào? Diệp Quân nói, hộp quà đựng dây chuyền. Dây chuyền. Cô gái mỉm cười nói, anh đi theo tôi. Nói rồi cô ta dẫn Diệp Quân đến trước một kệ hàng, rất nhiều loại hộp quà được bày trên kệ hàng, đều rất tinh xảo. Cuối cùng tầm mắt Diệp Quân nhìn đến một cái hộp pha lê trong số đó, hộp pha lê có hình trái tim, trong suốt, cực kỳ đẹp mắt, cũng rất hợp với sợi dây chuyền trên trong tay hắn.
Diệp Quân nói, tôi lấy cái này. Cô gái thanh tú nói, vâng, tôi gói lại cho anh. Khoan đã. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, người nói là một cô gái, cô ta khoảng hơn 20 tuổi, thân hình mảnh khảnh, trang điểm rất đẹp, khá xinh. Cô gái nhìn cô nhân viên, tôi muốn lấy hộp này. Nghe thế nhân viên vội nói, cô à, anh này muốn lấy trước. Cô gái nhìn Diệp Quân, cười nói, anh đẹp trai, có thể nhường cho tôi không? Diệp Quân lắc đầu, không được. Nói rồi hắn nhìn nhân viên, gói lại giúp tôi đi. Nhân viên đang định gói hộp quà lại thì lúc này cô gái bỗng nói, tôi ra giá gấp đôi. Nhân viên hơi khó xử. Diệp Quân hơi khó hiểu, hắn nhìn cô gái, cô ta khiêu khích nhìn hắn, tôi nhiều tiền. Diệp Quân đang định lên tiếng thì Hiu Hiu bỗng bước đến, rút súng ra để lên đầu cô gái, cô nói gì cơ? Cô nhiều tiền à, hả? Soạt. Khung cảnh nhốn nháo. Nhân viên ngây người. Đã rút súng ra luôn rồi. Diệp Quân cũng khá ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ Hiu Hiu lại làm như thế. Cô gái bị Hiu Hiu lấy súng chĩa vào đầu cũng sững sờ, chơi trò gì đây? Hiu Hiu bỗng nhìn nhân viên, mau gói hộp quà đó lại cho đại ca của tôi. Nhân viên hoàn hồn, vội nói, vâng vâng. Nói rồi cô ta ôm lấy hộp quà chạy đến quầy tính tiền. Hiu Hiu nhìn cô gái trước mặt, lạnh lùng nói, có tiền thì giỏi lắm à. Mặt mày cô gái trắng bệch, sắp khóc đến nơi, tôi. Hiu Hiu tức giận nói, ngậm miệng. Cô gái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.